Chị Sáu à, có ai gọi ngoài cổng kìa. Dạ thưa bà, có ông Tình Đạt đến. À, mời ông vào đây. À khoan đã, ông chủ đi hồi nào? Dạ ông chủ hôm nay đi sớm lắm. Còn cậu hai? Cậu hai chắc còn ngủ trên lầu á. Cảm ơn chị. Chị lo nước cho khách đi. Em à... Sao, thu xếp xong chưa? Đi có 2-3 hôm rồi về, bộ ở trển luôn sao mà thu xếp. Đành vậy, nhưng mà lỡ kẹt cũng có đồ thay đổi chứ. Anh nói sao em nghi ngờ quá. Anh dự tính là đi mấy hôm, còn sắp xếp công việc ở nhà nữa. Ờ thì mai làm lễ khởi công, ngày mốt về. Đó là theo dự tính. Còn như... Còn sao nữa? Thì anh lo xa vậy thôi mà. Coi chừng người trong nhà kia. Mời ông dùng nước. Dạ cái này của bà. Cảm ơn chị. Chị vào trong đi. Sao em có linh cảm trong chuyện này có cái gì đó anh còn giấu em phải không? Hả? Có gì đâu. Sao mà em đa nghi quá à? Khách sạn này là của công trình hợp tác giữa xí nghiệp xây dựng của anh và công ty Vĩnh An của em thôi. Thế sao cần cho em đứng tên để làm gì? Thì em hay anh Vĩnh An đứng cũng vậy thôi. Hai người là vợ chồng hợp pháp mà. Nhưng từ trước tới giờ việc làm ăn của anh em không có dính líu vào. Ờ thì bây giờ tính em là vợ phải chia sẻ với chồng những thành đạt hay những thất bại chứ. Anh càng nói làm cho em khó hiểu hơn. Có gì đâu mà khó hiểu. Công trình này là hợp tác, nên anh muốn anh Vĩnh An để cho em đứng tên hợp tác với anh. Như vậy mọi việc sẽ dễ dãi hơn nhiều. Việc của anh làm không ai kiểm soát, tiến độ công trình sẽ hoàn tất nhanh hơn. Anh đừng quên là công ty còn có bộ tham mưu rất trung thành và thương mến anh em. Họ vẫn có quyền kiểm soát việc của anh. Nhưng em chính là người chủ công trình, mọi giấy tờ đều phải có chữ ký của em. Em nghĩ sau việc đó anh còn có dụng ý gì khác? Có dụng ý gì đâu. Sao em nghĩ quấy cho anh không à? Bộ em không muốn có ngày chúng ta công khai sống chung với nhau hay sao? Anh không được làm điều gì bậy bạ đó nghe chưa? Tôi... Em vẫn còn thương và chung tình với chồng em dữ quá. Tôi biết mà. Tôi chỉ là một con cờ cho người ta lợi dụng lúc cô đơn trống vắng mà thôi. Cho vĩnh viễn tôi vẫn là kẻ đứng bên lề cuộc sống của em. Sao anh nói vậy? Nếu không yêu anh thì em đâu có phản bội chồng để mãi mãi thấy mình có lỗi với con em. Có lỗi. Nhưng em không dám rời bỏ chiếc lòng vàng này để sống cho tình yêu mà em lựa chọn. Em chỉ lén lút đến với anh, nhưng em lại đường hoàng xuất hiện bên cạnh chồng em một cách hạnh phúc. Em có biết là nhiều lúc nhìn thấy cảnh ấy, anh muốn... Anh đừng muốn em phải làm điều gì nữa cho tội tình em thêm nặng. Yêu anh là em đã phạm một điều đại tội trong bổn phận làm vợ. Mà suốt hơn 20 năm qua, lúc nào em cũng thành tâm gìn giữ trong cuộc sống vợ chồng em chưa từng coi. Để phản bội chồng mình dù chỉ là cảm nghĩ thoáng qua. Cánh làm vợ hoành hiu, từ lâu
làm sao động tâm hồn, chốn lâu rồi bình lặng dịu êm. Hằng ơi, con người ta được sinh ra thì phải sống sao cho tròn ước nguyện của mình. Cuộc sống có bao lâu mà ta còn do dự, để tuổi xuân hồng phút chốc đã tan đi. Bỗng đâu em bắt gặp những cảm giác đầu đời, vì vậy cho nên tay em trước đã nhúc tới chàm. Anh cũng biết em chỉ yêu anh vì anh mang đến cho em những thiếu sót mà chồng em vì mãi lo công danh sự nghiệp mà không mang đến cho em. Còn kéo em ra khỏi vòng tay của hắn thì không bao giờ, mãi mãi không bao giờ, phải không em? Anh Đạt, anh đừng đòi hỏi ở em những việc làm mà em không thể nào làm cho anh vui được. Nếu như anh thật tâm cảm thông cho số phận một người đàn bà không may mắn thì anh đừng buộc em phải mang niềm hối hận triền miên vào trong từng giấc ngủ đêm dài. Anh đừng buộc em ngày càng thêm ghê tởm chính bản thân mình. Từ lúc gặp nhau anh mang đến cho em những phút giây tuyệt vời êm dịu, cũng là lúc những đêm về em trằn trọc thâu canh, nằm bên chồng mà lòng nghĩ đến tình nhân. Tội lỗi đó em cũng không làm sao tha thứ, biết phải làm sao khi đã lỡ bước chân vào vũng lầy nhơ nhuốc. Trọn kiếp này đây khó mong lấy nước đâu để rửa sạch vết nhơ này. Thì ra việc em yêu anh làm cho em luôn hối hận phải không? Chứ làm sao lòng em có thể nhẹ nhàng khi bên em còn bao bổn phận với chồng với con em. Sao đã nhiều lần anh khuyên em nên dứt bỏ tất cả để hai ta làm lại từ đầu với những tháng ngày tự do êm đẹp. Em không thể làm như vậy đâu anh Đạt à. Em không thể cho phép mình thay đổi một ân tình đã qua phôi pha, hay là vì em còn luyến tiếc cuộc sống vàng son trong lúa là nhung gấm. Hằng ơi, nếu như em không cùng anh chung sống thì cả hai đứa mình đều đau khổ như nhau. Thì tại sao không tự tìm ra lối thoát để cho cả ba tình nghĩa được vuông tròn? Còn nếu không thì chúng ta nên cắt đứt từ đấy để giúp cho em được làm tròn bổn phận. Tâm thân trước đã nhúng chàm, làm sao rửa sạch kiếp này bớt. Anh biết là em đang đứng trước sự lựa chọn mà phần nghiêng về anh vô cùng bất lợi, nhưng Hằng ơi, anh vẫn yêu em, anh không thể nào sống thiếu em được. Tốt hơn hết đó là anh không được làm điều gì bất lợi cho anh ấy. Nếu như anh còn muốn tôi nhìn mặt anh. Anh biết rồi mà, anh không muốn mất em đâu. Hằng, có chân kìa. Anh yêu em.
anh. Dạ thưa bà, ông chủ bảo tôi về báo với bà chuẩn bị khoảng 11 giờ ông về rồi cùng đi. Sao đi muộn vậy? Dạ ông còn bận họp với ban quản trị của công ty. Cả sáng nay ông dặn cậu hai. À kìa cậu hai. Có chuyện gì đó anh Huy? À dạ, ông bảo cậu chuẩn bị để đi với ông và bà. Tôi không đi được đâu, tôi có việc, nhờ anh nói lại giùm như vậy. Vâng, xin phép bà, tôi phải trở lại công ty để rước ông chủ. Con không đi được với mẹ sao con? Có bà và chú Đạt được rồi, con đi làm gì cho nặng xe. Giả lại con, mà con còn có việc của con. Thôi, xin phép chị tôi về. Nếu anh có về á, chị nói anh điện thoại cho tôi. Chú về nghe lần. Đúng là lòng người khó đoán. Lần, con nói gì vậy? À không, con chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Mẹ bảo ba con không nên tin tưởng con người này quá. Đàn ông thường ngọt ngào nhỏ nhẹ, hầu hết đều là bọn miệng mà gươm lòng đấy. Mẹ cũng vậy. Con nói mẹ à, mẹ thì có quan hệ gì với chú ấy? Mẹ... Chính vì vậy mà mẹ càng nên đề phòng. Còn con, con định bao giờ con và Đông Đông mới cử hành lễ cưới cho mẹ có cháu nội ẵm bồng? Chưa đâu mẹ à, muốn gì con phải chờ cô ấy tốt nghiệp đã. Nghe nói mẹ cô ấy theo chồng ở nước ngoài phải không? Có về thăm Đông Đông chứ? Không, chỉ có viết thư qua lại thôi. Đông Đông ở với bà ngoại. À, hôm nào con đưa cô ấy về chơi, cho mẹ làm quen với con dâu tương lai của mẹ nha. Khoan đã, không vội mẹ à. Kìa Lân con, bộ con không thật lòng thương cô ấy sao? Không phải, nhưng con chưa muốn làm đám cưới lúc này đâu. Ít ra phải vài năm nữa. Đời người con gái một lần gian dở là khổ sở cả đời. Con đừng làm khổ người ta nghe con. Mẹ yên tâm đi, con yêu cô ấy thật lòng mà. Có điều... À thôi, con phải đi học đây. Lân con à, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Việc gì vậy mẹ? Nếu như mẹ có làm điều gì có lỗi với con có tha thứ cho mẹ không? Với con? Con... Sao con? Con không dám trách phiền gì mẹ, chỉ sợ là mẹ có lỗi gì với ba con thôi. Mẹ cảm ơn con. Những lời của con ít nhiều đã làm cho mẹ thấy nhẹ nhàng. Vì lúc nào mẹ cũng thấy mẹ còn thiếu sót với con, không làm tròn bổn phận thiêng liêng. Mặc dù trong cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi, con không hề thiếu thốn thứ gì, nhưng mẹ vẫn thấy mình không trọn vẹn nên luôn bị dằn vặt trong lòng. Mẹ không nên tự trách mình, con biết rằng trong cuộc sống giàu sang mẹ luôn thiếu thốn tình thương. Con không biết làm sao để cho hai người được hạnh phúc như những ngày đầu. Cha con vì bận lo công việc, mẹ cũng không trách phiền gì đâu. Chính vì cha có lý do chính đáng, mẹ không trách phiền gì cha con được, nên hạnh phúc gia đình bấy lâu nay, bên ngoài người ta tưởng đâu là êm ấm lắm, nhưng thật ra bên trong là cả một mặt biển lạnh lùng yên vắng, đang ngầm chất chứa những đợt sóng gió âm thầm. Con nói vậy là sao hả Vĩnh Lân? Con... Thưa mẹ, con ngày nay đã lớn khôn rồi, trong gia đình này có việc gì con cũng đã thấy hết và biết hết mẹ. Sở dĩ con không nói là vì con thông cảm cho người trong cảnh thôi. Kìa, ba con về kìa. Em đã xong chưa? Vĩnh Lân con, con không đi với ba mẹ được sao? Thưa ba, con đi theo cũng đâu có ích lợi gì đâu ba. Ngoài việc gia đình ta bận rộn quá, ba không có thời gian để đưa cho hai mẹ con đi chơi nơi nào hết. Hôm nay ba muốn nhân cơ hội làm lễ khởi công với công ty Thịnh Đạt, ba muốn đưa hai mẹ con đi nghỉ mát.
ở lại trên đó vài ngày. Lâu rồi công việc lạc cậu ba chẳng rảnh rang, để mẹ con phải vui thủi một mình. Đó là việc làm vô cùng quan trọng, mà lâu nay ba bị công việc buộc ràng. Ít có khi chăm sóc tới gia đình, những cơ hội này ba mẹ nên sống lại những ngày xưa. Mẹ biết ba con cũng vì sự ấm no của con và mẹ mà lâu nay sao lãng việc gia đình. Mẹ có dám đâu phiền trách điều gì. Cơ hội này anh sẽ chuộc lỗi với em. Anh đã sắp xếp công việc ở nhà rồi, lần này có thể chúng ta ở lại một tuần cũng được. Em đã thu xếp đồ đạc chưa? Để em đi lấy thêm quần áo. Còn con, Vĩnh Lân. Con hả ba? Con thấy ba và mẹ nó đi một mình đi, không khí đó để làm cho ba và mẹ khăng khít với nhau hơn. Con không muốn phá đám đâu. Và lại con còn phải học mà ba. Lâu rồi cha con ta cũng ít có khi cùng nhau tâm sự. Ngồi xuống đây với ba đi con. Con cũng biết là ba làm tất cả cũng chỉ vì hai mẹ con của con thôi. Mà con người vốn khiếm khuyết, khi đeo đuổi theo một mục đích nào, không làm sao tránh khỏi sai lầm. Ba hy vọng con và mẹ con thông cảm cho ba và tha thứ nếu như ba có điều gì thiếu sót. Kìa ba, sao ba nói gì con nghe như là không có gì đâu ba. Con hy vọng sau lần đi này ba mẹ sẽ tìm lại được những giây phút ngọt ngào. Ba cảm ơn con và mẹ con đã thông cảm cho ba. Ba, con muốn sau chuyến đi Đà Lạt này về, ba sắp xếp để cho con vào làm với ba, để cho ba có thời gian chăm sóc cho mẹ con. Còn con thì có dịp làm quen dần với công việc của công ty. Ồ, vậy thì tốt lắm. Đó là tâm ý của ba. Bấy lâu nay ba chỉ sợ làm chi phối việc học của con thôi. Này con nói vậy, ba mừng lắm. Cha con ta thống nhất như vậy nha. Dạ. Hai cha con bàn chuyện gì mà có vẻ tâm đắc vậy? Chuyện vui thôi. Alo, tôi Vĩnh Nam nghe đây. Sao? 3 giờ à? Sao muộn vậy? Thôi được rồi, tôi đợi. Chuyện gì vậy anh? Chú Đạt cho hay là kẹt công việc gì đó, cho nên khoảng 3 giờ mới khởi hành được. Sao muộn vậy? Đi đêm có nguy hiểm không? Hay là sáng mai đi sớm vậy? Không được, ngày mai làm lễ khởi công rồi. Chú Huy à. Dạ. Chú chuẩn bị xe cộ cẩn thận nha, 3 giờ chiều chúng tôi mới khởi hành. Ủa, sao lại đi muộn vậy thưa ông chủ? Chú Đạt bận công việc. Vậy hay là tôi đưa ông và bà chủ đi trước ha? Không được, tôi đã hứa đợi chú ấy rồi. Dù sao thì chúng ta cũng phải đợi. Chú đi lo xe cộ cho cẩn thận đi, rồi ta đi đêm thôi. Hôm nay có tâm sự gì mà buồn quá vậy Đông Đông? Dạ đâu có gì đâu cô. Con đừng có giấu cô. Có phải chuyện của con với Vĩnh Lân không? Tình yêu tuổi trẻ, thương giận rồi làm lành với nhau. Ôi, cái thời tươi đẹp nhất của một con người. Cô à, cô chắc cũng có một thời như vậy. Cô kể cho con nghe đi cô. Thôi đi, cái thuở ấy của cô đã qua lâu lắm rồi. Nhưng có lẽ đến ngày nay cô vẫn còn nhớ. Bằng cớ là cô vẫn sống độc thân, lấy âm nhạc làm nguồn an ủi. Cô vốn yêu âm nhạc từ thuở nhỏ. Còn lý do cô sống độc thân không hẳn là để nhớ. Vì ngày nay mọi việc đã an bài rồi,
có còn gì mà chờ đợi chứ. Vậy từ đó đến nay cô có gặp người ấy không? Người ấy vẫn còn... Người ấy đã có gia đình êm ấm và rất hạnh phúc. Trời ơi, tội nghiệp cho cô quá à. Mà thật là bất công. Người ta thì hạnh phúc, còn cô, tại sao cô lại phải... Việc này là do cô tự nguyện, đâu có ai bắt buộc được cô đâu. Cô sống vì hạnh phúc của người ấy. Cô cao thượng quá à. Chắc... chắc con không học được như cô đâu. Đông Đông mà. Dạ. Mỗi người có một số phận, biết sao đâu mà giống nhau mà phải học chứ. Cô và người ấy cũng có một khoảng thời gian đẹp đẽ như các con bây giờ, tung tăng bên nhau, vẽ những ước mơ thật là tươi đẹp. Cuộc đời như rải hoa ở dưới chân, chung quanh toàn là thơ và nhạc. Nhưng cuộc đời luôn đầy dẫy sự bất ngờ, niềm vui bao giờ cũng ngắn và ít hơn nỗi buồn. Ngày ấy, cái ngày mà cô nhận được tin người ấy thành hôn, theo lệnh gia đình mọi niềm ước mơ không cánh mà bay đi, chỉ còn lại toàn đau thương. Suốt hơn 20 mấy năm trường, cô chấp nhận mọi thương buồn, sống khép kín cuộc đời thời gian dài. Cô cam tâm chờ đợi hay bạc bẽo vô tình, vui về với vợ với con. Tình yêu không thể có tình thương hại, cô không muốn cho người hạnh phúc dở dang, nên cô đã tự nguyện đứng bên lề để nhìn hạnh phúc của người. Chuyện tình của cô nghe buồn quá hà. Nhưng sao cô lại tự nhận về mình sự thua thiệt quá như vậy? Ít ra thì cô thừa khả năng để tạo cho mình một mái ấm khác. Cô biết, cô biết là nếu muốn thì cô cũng có khả năng để tạo một gia đình khác. Nhưng cô có giữ nó tồn tại được hay không chứ? Bởi vì trái tim của cô đã gửi trao cho người ấy mất rồi. Đúng là bi kịch. Người ta đã có gia đình, vậy mà cô vẫn không thể lập gia đình khác. Sao, ai lập gia đình khác? Chào cô. Kỳ Lân, sao con đến muộn vậy? Đông Đông nó chờ con lâu quá rồi đó nha. Ừ, con đâu có chờ. Con đến sớm là con muốn nói chuyện với cô thôi. Thôi mà, đừng có giận dỗi nữa. Cái gì khi đã qua thì khó lòng mà tìm lại được đó nha. Nè, hai đứa nói chuyện đi. Cô đi có chút việc à. Đông Đông, em giận anh à? Ai đâu đi giận người dưng. Người dưng khác họ, phải không? Ừ. Xì, không dám đâu. Thôi mà, dám đại đi mà. Đông Đông, cho anh xin lỗi ha. Mấy hôm nay ba mẹ anh đều đi vắng cả, nên anh phải đến công ty. Trời ơi, cậu hai nhà Vĩnh An biết lo làm ăn từ bao giờ vậy ha? Vậy chứ sao? Lo làm ăn để kiếm tiền cưới vợ chứ. Vậy sao? Bao giờ đám cưới nhớ mời tôi với ha? Trời, chắc chắn rồi. Chẳng những mời mà còn mời làm cô dâu duy nhất trong cuộc đời. Thương nhớ nhau lâu rồi.
buổi đoàn viên. Tóc tơ trúc mai xuân dày để không còn nhớ thương sầu đau. Thôi đi, chưa cưới mà thôi gì. Lòng người nay dời mai đôi, biết ai thật lòng mà trao mối duyên tờ. Lỡ khi bướm ông cơn đùa kiếp quá sầu héo vô buồn đau. Cao danh minh chứng cho lòng ai nỡ đành để héo vô đời qua. Em không có tin đâu. Sao không tin anh vậy? Hả? Thời gian sẽ là thước đo để cho ai nhớ lời thề xưa. Nghe nè, dù cho gió cách mưa ngăn, anh quý không quên tình này. Anh nói thiệt đó. Nói thì phải nhớ giữ lời à nghe. Đàn ông các anh hả? Ghê lắm. Các bà các cô luôn đổ lỗi cho đàn ông mà không tự nhìn lại mình. Bộ ai là đàn ông cũng vậy hết sao? Em sao? Trời ơi, gì đâu mà tự ái dữ vậy. Em nói đâu phải là không có bằng chứng đâu. Như ba em đó, cho tới bây giờ em và ba em chưa biết mặt nhau nữa. Vậy là ông ta không hay biết sự có mặt của em trên đời sao? Ông ta chỉ biết là mình có bỏ rơi một người đàn bà, và bà ta đã có với ông một đứa con gái. Ngoài ra không có gì hơn. Nhưng đó chỉ là thiểu số, chứ đâu phải, đâu phải phần nhiều đâu em. Em hy vọng là anh không có trong số ít đó đó. Dĩ nhiên rồi, anh chung thủy có gen di truyền nha. À mà nè, để hôm nào á mẹ và ba về, anh đưa em đến chào mẹ. Bà mới hỏi thăm con dâu tương lai đó. Anh nói thiệt đó. Hôi, hôi đi mà, em có dám đâu. Em nhát lắm á. Chà, nhát. Nhát mà bắt cóc con trai của người ta. Trời ơi, vậy mà nhát sao à. Chứ không phải anh đã bắt cóc con gái của anh ta sao? Bây giờ không phải là lúc ai bắt cóc ai hết. Vĩnh Lân, con hãy xem tờ báo sáng nay nè. Coi đi con. Anh ơi, chuyện gì vậy anh? Cô à, có chuyện gì vậy cô? Ba mẹ, ba mẹ của Vĩnh Lân bị tai nạn ở trên đèo Chuối rồi. Con phải đi ngay mới được. Khoan đã con, bây giờ chúng ta phải bàn tính xem điểm đầu tiên ta tới nơi là ở đâu nè. Con cũng chưa biết, nhưng chẳng lẽ cứ ngồi nhà mà chờ sao? Theo như tin tức ở trên báo thì ba mẹ con chỉ bị bọn cướp bắt đi. Hiện thời chưa nguy tấn mạng, còn có những người đi chung hiện trốn thoát trở về. Trên xe còn có chú Huy, người tài xế mà ba con tín nhiệm. Nhưng mà hiện cũng đâu có tin tức gì. Ở trong này nói là có hai người thoát tay bọn bắt lương, một phụ nữ và một người đàn ông. Người kia chắc chắn là mẹ, còn người vượt thoát là ai? Đi chung còn có người nào nữa chứ? Còn có một người bạn làm ăn chung, tên của chú ta là Thịnh Đạt. Nhưng mà theo như báo chí đưa tin, trong tai nạn đó chỉ thoát được có hai người. Con phải đi liền mới yên tâm. Được rồi, cô sẽ đi với con. Đông Đông, con ở nhà giùm cô nha. Không cần thiết đâu, con đi một mình tiện hơn. Cô ở nhà, có gì con sẽ gọi điện về cho cô. Anh ơi, anh à, có sao không anh? Em sợ quá à. Bình tĩnh đi em, chuyện đã xảy ra rồi, có lo sợ cũng không tránh khỏi đâu. Vĩnh Lân,
Hễ có tin tức gì thì báo cho cô và Đông nghe nha. Ở nhà sốt ruột lắm. Cô và Đông đợi tin con. Nhớ đi đường cẩn thận nghe Lân. Dạ. Anh ơi, xong việc anh về ngay nha anh. Được rồi, biết được tin của ba mẹ anh sẽ về ngay. Anh đi nha, con đi nghe cô. Cậu em à, dạ. Vết thương ở cánh tay của cậu này đã bớt chút nào chưa? Cảm ơn già làng. Nhờ có thuốc hay nên mới hôm nay mà tay tôi đã cử động lại được rồi. Không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. À, chỉ lo cho vết thương của ông chủ của tôi. Tuy ông chủ của cậu không nguy hiểm tánh mạng, nhưng lão e suốt đời khó đi lại như bình thường được. Sao? Hơn nữa, lúc chiếc xe bốc cháy đã để lại nhiều vết phỏng trên mặt và thân thể. Ơn cứu mạng của già làng suốt đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Đừng nói chuyện ơn nghĩa với chúng tôi. Cũng may là đêm hôm đó cha con tôi đi bẫy thú nên tiếp cứu cho cậu và ông ấy kịp thời. Nếu không á, nếu không giờ này chúng tôi đâu còn ở đây nữa, mà đã chết cháy luôn trong xe ấy rồi. Nhưng tại sao cậu và ông chú của cậu gặp tai nạn vậy? Đây không phải là tai nạn, mà là một âm mưu hại người. Có người cố tâm sắp đặt trước. Ai làm hại cậu vậy? Tôi vẫn chưa hiểu cậu muốn nói ai. Khi chúng tôi cứu cậu chỉ thấy có hai người thôi mà. Dạ không biết đâu. Trên chiếc xe tôi đi chung tất cả là bốn người. Khi xe đến khoảng đường vắng, lại giữa chừng đèo, cảnh vật bên ngoài bao phủ bởi màn đêm, thì tôi thấy xuất hiện hai kẻ đón đường. Trước đầu xe họ để chướng ngại vật, nên buộc lòng tôi phải dừng xe lại giữa đường. Họ buộc chúng tôi bước xuống để tay trên đầu. Nhìn trang phục bên ngoài có vẻ bọn bất lương. Xưa nay đoạn đường này thường hay có chuyện, nhưng chỉ là cướp bóc chứ không có giết người. Sao lần này lại có chuyện tài trời thế? Cậu bảo còn hai người nữa, họ đang ở đâu? Bọn chúng bắt bà chủ của tôi đưa đi nơi khác, còn tôi thì bị chúng đánh vào đầu. Rồi có lẽ bọn nó bỏ tôi lại vào xe, đẩy xuống vực sâu coi như tai nạn bình thường. Cha con tôi thấy lửa cháy chạy đến, cũng may là tôi lôi kịp ông chủ của anh ra. Thế còn một người nữa. Hả? Đúng rồi, nó. Có lẽ là nó đã cao chạy xa bay sau khi cho chúng tôi xuống vực đó. Cậu nói người đó rất tâm hại cậu à? Không phải hại tôi, mà nhắm ông chủ của tôi. Còn tôi vì ăn theo nên bị giả lây đó. Nhưng sao người ấy lại hại ông chủ của cậu chứ? Vì bà chủ tôi và vì sản nghiệp của ông ấy. Trời ơi, ông không biết là... Kìa ông chủ, ông đừng cử động, vết thương của ông chưa có lành đâu. Không sao đâu, chú đỡ tôi ngồi dậy đi. Dạ. Ông chủ, ông thấy trong người thế nào rồi? Đau nhức lắm, nhưng tôi không chết đâu. Chú yên tâm đi. Ông chủ. Cha, cha. Cha, sáng nay có nhiều người đến chỗ chiếc xe cháy hôm đó. Họ tìm kiếm vật gì đó cha? Có lẽ họ tìm xác chúng tôi đó. Lửa cháy to như vậy xác nào mà còn chứ. Còn hái thuốc về đó phải không? Dạ. Đưa đây, để cha vào làm. Chút nữa thay thuốc cho ông đây. À, sáng nay họ có hỏi thăm gì cô không vậy? Tôi có cho họ gặp mặt đâu mà hỏi. À, càng tốt,
càng tốt. Ông chủ, ý của ông muốn... Tôi muốn chết luôn. Trời đất. Ông chủ. Nhưng tôi chết một mình, không có... không có chú ăn theo đâu mà sợ. Ông chủ nói gì ghê vậy ông chủ? Ông chủ nói gì mà sao tôi không hiểu vậy? Người ta đã muốn cho tôi chết thì mình sống có phải làm cho họ thất vọng không? Vì vậy nên tôi phải chết luôn càng tốt. Còn chú phải sống để mai đây chú sẽ giúp tôi lột mặt nạ tên phản bạn ghê hèn, và cũng để tôi biết được giá tâm của người bạn cuối chăng. Tôi quyết định rồi, nay mai khi lành bệnh chú trở lại Sài Gòn, và cứ tung tin là tôi đã bị trái thiêu. Nhưng nếu ông làm như vậy, tội nghiệp cho cậu lân, đau buồn vì mất cha. Khi không thể nào lựa chọn cả hai, ta chọn cách nào ích lợi hơn? Tôi cũng muốn giặt mặt tên xấu xa hèn mạt. Việc ấy chẳng mất đi đâu, chú đừng nóng vội mà sẽ làm hư chuyện. Dân, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông chủ. Ông hãy theo tôi vào trong để tôi đắp thuốc lên vết bỏng của ông. Đi theo tôi. Cô Dung à. Dạ. À, cảm ơn cô nghe. Ông cảm ơn tôi việc gì? Việc cô cứu sống tôi và ông chủ của tôi đó. Việc đó thì ông hãy cảm ơn cha tôi, chứ tôi đâu có làm gì đâu. Cô nói vậy là cô phụ lòng tôi rồi. Thật ra mấy ngày nay cô đã chăm lo thuốc men cơm cháo cho chúng tôi một cách tự nguyện âm thầm, không có một chút thở than. Lòng tốt của cha con cô tôi nguyện ghi khắc trọn. Vài hôm sau ông khỏe lại, ông trở về nơi đô thị. Lúc đó ông có còn nhớ gì đâu, từng nói chi trọn đời. Cô Dung, như vậy cô cho tôi là người dông ân bội nghĩa. Mạng sống này còn là do tay cô mang đến. Chúng tôi cứu ông đâu đợi chờ các ông đền trả, chẳng qua là không nỡ nhẫn tâm, thấy chết mà đứng đó nhìn xem. Nếu ông thật lòng muốn trả ơn tôi, sao thì mai muốn mong về dưới xuôi, đừng quên trở lại nơi này. Nhưng ông có giữ lời, dù cuộc sống luôn thay đổi, bụng dạ tôi rất tin người, ông đừng để tôi phải. Cô nói vậy thôi, chớ tôi không phải là người như thế. Cô đã cứu mạng của tôi, thì dù suốt kiếp tôi vẫn nhớ cô. Ông ông bảo là ông nhớ tôi suốt đời ông hả? Nhưng ông có trở lại đây nữa không? Chắc chắn là có rồi. Ông hứa hả ông? Ừ. Chắc không ông? Chắc chứ. Đừng để tôi như cái cây khô, đứng chờ con chim mãi vui chơi mà không trở lại. Chỉ sợ mảnh rừng này
không có gì lưu luyến được ông. Cô Dung mà, cánh rừng này đã để lại trong ký ức cuộc đời tôi một kỷ niệm không làm sao phai nhạt. Chính nơi đây tôi chết đi, và cũng chính nơi đây đã làm cho tôi hồi sinh trở lại. Trong khi cuộc tử sinh ấy có một bàn tay và tấm lòng người con gái, thì làm sao tôi có thể quên cánh rừng yêu dấu đã ban cho tôi cuộc sống sau này. Dù cho chốn thành thị có lắm ngựa xe, tôi vẫn nhớ đường về. Nếu như nơi đây có người mong đợi, thì tôi cũng tình nguyện dẹp bỏ bao cám dỗ chốn thành thị để về với mảnh rừng mơ. Chỉ sợ mảnh rừng đầy vẻ hoang sơ, người chờ đợi da đen tóc dài, không đủ sức làm cho người lỡ khách dừng chân. Nhưng trong tim tôi là cả một chân tình, dù đất lỡ rừng quang cũng không bao giờ thay đổi. Anh có nói thật không? Thì giữa đất trời tôi tuyên thề sẽ trở lại nơi đây để dựng mái nhà sàn trên mảnh đất rừng mơ, để rừng núi hoang vu từ nay sẽ rộng ràng, hoa sim nở tím sương đồi để đón chờ người. Dung ơi, chuyện rủi may trong cuộc đời nào mấy ai hay biết. Người con trai kinh đã chết rồi trong cái đêm lửa sáng rừng khuya. Giờ đứng trước mặt Y Dung là một con người hoàn toàn đổi khác. Chán cảnh phồn qua lòng người giả trá, vì miếng lợi danh người ta sẵn sàng quên đi tình nghĩa vợ chồng. Mảnh đất nơi đây tuy khô khan không màu mỡ, nhưng nồng ấm tình nghĩa sâu đậm khó quên. Còn tìm nơi đâu không lọc lừa giá trá, mà ngày đêm đang kề cận bên mình. Chú Quy nói đúng lắm. Ông chủ, mấy hôm ở đây tôi thấy lòng bình yên thanh thản một cách lạ thường. Danh lợi, bạc tiền ở nơi đây sao mà xa lạ. Tôi có cảm giác mình đang ở thời đồ đá của tiền nhân. Phải đó ông chủ, sau khi giúp ông thu xếp công việc, tôi sẽ xin nhận nơi đây để làm chốn gửi xương, gửi thịt. Tốt lắm, tôi ủng hộ quyết định của chú. Có lẽ rồi tôi cũng phải về đây an dưỡng những ngày còn lại. Ông chủ, nhưng ông còn bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm đang chờ ông mà. Bởi vậy chú phải giúp tôi, để có ngày tôi về đây với chú rồi uống rượu cần bên bếp lửa giữa rừng đêm. Ông chủ, thôi để em vào lo cơm nước cho các ông. Tôi xin chúc mừng cho chú, hóa ra tai nạn lần này lại là dịp may cho chú. Thưa ông chủ, chuyện đời khó đoán, cũng như lòng dạ của người đời. Có phải chú muốn nói vậy không? Dạ. Đúng là không thể ngờ, kẻ đầu ấp tay gối với mình suốt hai mươi mấy năm ái ân, nghĩa tình nồng mặn lại đem lòng đổi thay.
không hề nương tay. Chẳng qua cũng vì danh lợi bạc tiền mà con người ta không ngần ngại ban mình. Địa vị tiền tài thường làm con người không phân biệt, đạo đức con người thường bị phủ che. Cuộc sống nay mai ai đâu mà lường được, còn bận biểu gì trước lúc xuôi tay. Ngang ngẫm thay cho lòng giả của ai, nhìn mặt đoán lòng chớ làm sao hiểu thấu. Bao mưu tính trong lòng ghê gớm tựa gương đau, bao ứng hôm nay là do núi trời lòng lòng. Tôi phụ bạc người ta nên ngày nay trả lại. Ông chớ tuyệt vọng mà suy cùng tính mạng. Xưa nay ông là người đại lượng bao dung, chú không biết được lúc còn tuổi xuân. Tôi đã đáng tâm làm khổ một người, mà đến hôm nay cái khổ ấy vẫn còn. Đó là chuyện lầm lỗi thời tuổi trẻ mà con người mấy ai tránh khỏi. Ông chủ, ông không nên đem chuyện xưa để gán ép chuyện bây giờ. Nhưng cuộc đời có người có những lúc thập tử nhất sinh như vậy. Nó giúp người ta có thời gian soi rọi lại những việc làm của mình. Suốt mấy mươi năm dấn thân vào cuộc sống, đầy rẫy sự đua chen hơn thiệt để sinh tồn. Nếu không ta ít có thời gian để nhìn lại phía sau người mình. Ngày xưa tôi đã thề hẹn với người yêu, rồi bỏ đi lập gia đình khiến cho người chờ đợi mãi tới hôm nay. Tội của tôi to lớn vô biên, suốt thời gian qua tôi không làm sao để bù đắp lại. Nay với tấm thân tàn ma dại, biết có đền trả được không tội lỗi như của như ngày nào. Thưa ông chủ, ngày nay ông nói được những điều ấy, tức là tội lỗi kia đã nhẹ bớt được một phần. Ông chủ, ông đừng nên quá tự trách mình. Chú Quy ơi, nếu tôi không tự trách mình thì biết trách ai đây? Khi chính tôi là người gây ra giông bão. Thời gian qua tôi vì gánh đua sĩ diện của con người, muốn tạo cho mình cái vỏ bọc bên ngoài bằng tiền tài danh lợi, mà quên đi bao diễm phúc người bên cạnh ban cho. Đến chừng nghi tình Việt Nam ca thì mọi thứ quanh tôi đã mất đâu rồi. Mấy ngày nay nằm đây tuy trong hôn mê, nhưng lòng tôi chợt tỉnh. Nếu như tai nạn vừa qua đã cướp luôn của tôi mạng sống thì cũng công bằng. Bởi trong cuộc sống này tôi chẳng mang hạnh nghi phúc nghi đến cho ai. Ông chủ, vậy bây giờ ông tính sao đây, khi mọi người tưởng rằng ông đã chết rồi? Ngày mai chú trở về Sài Gòn, coi như mình vừa thoát khỏi một nạn tai trong kẻ tóc đường tơ. Ông chủ nói sao? Chú không biết gì mọi chuyện xảy ra. Chú cứ coi như là tôi đã chết, công việc ở nhà giao nghi hết cho Vĩnh Lân, coi như là nó thừa kế thai tôi. Nhưng còn chuyện làm ăn hùng hạp với những mù tính của ông ta,
chú không cần nóng vội. Ai vay thì họ nghi trả, đừng mong nghi giật nợ của ông trời. Nhưng ông ấy ở xa mà nợ lại khó đòi, chờ tới phiên ổng thì biết bao giờ. Tôi sẽ thay trời hành đạo dùm cho. Mọi việc đã có ông ở trên này sắp xếp hết ngày rồi, chú không nên cương cãi làm gì. Họ có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Nhưng mà tôi ức lắm. Tôi ức lắm ông chủ à. Ông đối xử với hắn ta như mà chẳng khác nào như người nhà. Vậy mà cứ để trời phạt hắn. Chú yên tâm đi, ông trời không bỏ sót đâu. Đúng, vàng tuy ở xa nhưng không bỏ sót ai đâu. Cậu có trở về cũng đừng cho ai biết là ông chủ cậu được cứu sống. Vết thương của ông ta phải vài tháng nữa mới lành được. Từ đây đến đó cũng không phải là hết hiểm nguy đâu. Trời ơi, rồi không lẽ khai tử ông chủ luôn sao? Đến lúc nào cần thiết tôi sẽ về. Còn hiện tại chú cứ coi như không biết gì hết á. Ngày mai chú về giữ lo giùm cho tôi mấy cái việc quan trọng nhé. Xin ông cứ tin tưởng nơi tôi. Thôi, chuyện đó ngày mai hãy tính. Bây giờ ăn cơm đi. Đúng vậy, vào trong ăn cơm đi. Ăn cơm xong lão còn phải thay thuốc cho ông nữa đó. Anh Quy. À kìa, Y Dung, em đi chợ mới về đó hả? Một lát anh về dưới phải không? Phải, ông chủ nhờ anh đi công chuyện gấp lắm. À nè, Y Dung à, em có thích quà gì ở dưới không? Cứ nói đi, rồi mai mốt anh lên á sẽ mua tặng cho Y Dung. Em không thích anh mua quà đâu. Mà em chỉ muốn. Em muốn gì? Coi kìa, cứ nói đi, nói cho anh nghe đi. Em chỉ muốn anh đừng như cánh chim trời bạc gió, bỏ rừng thiên, bỏ thung lũng mờ sương, để mỗi chiều em đứng mãi trên nương, mong chờ mãi cho sương chiều rơi thấm lạnh. Anh đi rồi cây rẫy cây nương như cũng buồn hiu quạnh, con suối chờ mong hát mãi điệu ru buồn. Lá không xanh, hoa không thắm trên cành, nếu như anh đi rồi không trở lại là gieo xuống tâm hồn cô gái một mùa đông. Đừng để mong chờ rồi lại chờ mong, đừng mang đi mãi nụ cười trên môi thanh. Khi đã trao ai một chân tình sâu đậm, tâm hồn đơn sơ nhớ mãi muôn đời. Anh không quen nơi cửa miệng ngọt lời, rồi quên dối cho một người đau khổ. Mà Y Dung là hình bóng dịu dàng, cho anh yêu cả buôn nghe làng thân thương. Anh nói thật không? Anh nói thật mà. Vì chứng kiến sự giả trá lọc lừa nơi phồn hoa đô thị,
anh càng thấy yêu hơn sự bình dị chân chất của Y Dung. Em hãy an tâm, khi nào xong công việc anh sẽ trở về đây, xin phép cha em cho anh được dựng một mái nhà bên bờ suối nhỏ, để anh và Y Dung mãi mãi gần nhau. Anh Quy. Y Dung. Chị Sáu à, chị cúng cà phê này hồi nào vậy? Dạ thưa bà, mới đó thôi à. Sao lạnh tanh vậy? Châm nước trà cho ổng đi, đổi trà mới, pha trà đậm cho ổng nha. Dạ tôi biết rồi bà. Hình như em không tin rằng ông ấy đã chết rồi phải không? Chuyện đó đâu có ăn thua gì tới anh đâu. Sao lại không? Rất quan trọng nữa là đằng khác đó. Như vậy là anh chủ mưu sắp đặt việc này phải không? Nè, đừng có phát ngôn bất lợi như vậy nhé. Chỉ là sự trùng hợp, ông trời muốn giúp anh thôi. Anh đừng vội mừng. Nếu tôi tìm ra bằng chứng là chính anh chủ mưu thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Vậy em không thấy hôm đó chúng nó muốn giết anh sao? Nếu như mà anh không nhanh chân trốn thoát. Chuyện đó không khó gì đâu. Tiếc rằng lúc đó chúng nó dẫn tôi đi vô rừng. Không biết ông ấy và chú Huy... Thì anh cũng đã đưa em trở lại nơi xảy ra tai nạn. Dân địa phương họ nói chiếc xe cháy suốt đêm, có người nào mà còn nổi. Anh ơi, xin anh đừng nhìn em như vậy. Em có lỗi với anh, nhưng em không tan tận lương tâm hạ sát chồng mình đâu. Khi hay tin chiếc xe bốc cháy, em cũng thầm dây vàng cho anh được nạn khỏi tai qua. Mặc dù em có lỗi trong đảo tàu khang, nhưng cũng đâu nỡ nhẫn tâm hai người chồng từng bao năm ấm lành. Có linh thiêng xin chứng cho lòng, tha thứ cho em trong tình nghĩa vợ chồng. Em đừng mong ông ấy sẽ thứ tha cho chuyện tình cảm của chúng ta. Dầu sao thì anh cũng yên phận rồi, có hối hận cũng chẳng được gì. Không phải tôi ăn là để cho người tội nghiệp, mà là tôi tự hối cho việc làm của tôi. Hằng ơi, trong chuyện yêu đương làm sao phân biệt thế nào là sai là đúng? Chỉ biết rằng hai tâm hồn cô độc đã tìm gặp nhau trên đỉnh ân. Vậy thì em đừng nên tự trách bản thân mình. Cái chết của Vĩnh An có thể do định số, để chúng mình có cơ hội gần nhau. Hằng ơi, chớ đã bao năm qua anh buồn tuổi xót xa trong những đêm dài vắng lặng, khi người mình yêu trong vòng tay kẻ khác, để một mình anh nghe giọt đắng dâng tràn. Khi biết Vĩnh An không còn nữa mới thấy nỗi sầu dâng kín tim em, và khát khao không còn sao động nữa mà có
Bởi vậy người ta nói, kẻ nào ngày nay ăn chay niệm Phật thì trước đây làm không ít điều dơ. Thôi đi, anh cũng nên tự hối cho bản thân mình đi là vừa đó. Anh thì anh đang chờ quỷ sứ cắt lưỡi đây. Ngày mai em phải tham dự buổi họp của công ty. Chuyện đó hãy để cho con trai tôi, thằng Vĩnh Lân nó thay cha nó là được rồi. Chắc là em muốn cho thằng con trai em nó biết quan hệ của chúng ta chứ gì. Nó sẽ đối xử ra sao với em sau cái chết của cha nó. Nghe anh nói, tôi có linh cảm là sự việc vừa qua là do bàn tay anh sắp xếp đó, phải không? Phải không? Tôi khinh tởm anh. Anh là con người khốn nạn. Coi kìa, lấy oán báo ân. Sao em lại nóng giận như vậy? Chúng ta có hơn gì nhau đâu, đồng hội chung thuyền mà. Nếu mà việc đổ bể ra, có ai tin là em vô tội không? Khi em đã phản bội lại chồng mình. Anh biết em là người thông minh, em nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi, rồi chúng ta tìm một nơi khác an hưởng những ngày tươi đẹp. Tôi thà chết theo chồng tôi chứ quyết không theo anh để hưởng những ngày mà anh cho là tươi đẹp đó đâu. Tốt, tốt lắm. Vậy là cô muốn tôi cho con cô biết quan hệ của chúng ta chứ gì? E rằng lúc đó cô sẽ không còn được ngồi đây một giây một phút nào nữa. Anh đừng hăm dọa tôi, tôi không sợ đâu. Kể từ hôm anh An chết, tôi cảm thấy mình luôn có lỗi với anh ấy. Không có giấc ngủ nào mà tôi không thấy anh ấy về với mình đầy máu. Tôi... Chào mẹ, chào chú Đạt. Công việc của mẹ và chú Đạt ở Đà Lạt sao rồi mẹ? Cũng bình thường. Vĩnh Lân à, để rồi mẹ sẽ ký tên ủy quyền lại cho con mẹ... Không cần đâu mẹ. Mẹ cứ đứng tên đi, vì đó là ý muốn của ba con. Kể từ ngày nay, mọi việc đã có con đứng sau lưng mẹ, thì đừng ai hòng dùng áp lực với mẹ mà lầm. Con quyết tìm cho ra kẻ nào có giả tâm đã hãm hại cha con. Vĩnh Lân, con nghĩ rằng tai nạn vừa qua là có người sắp đặt sao? Đúng vậy mẹ à. Mà kẻ gây ra tai họa đó cũng không phải là người xa lạ đâu. Con nói vậy nghĩa là, con có nghi ngờ con, là... Không chỉ là nghi ngờ không đâu mẹ, mà là con biết gần như là chính xác. Chỉ còn chờ bằng chứng nữa thôi. Mẹ cũng mong con tìm ra kẻ đó cho linh hồn cha con được nhẹ nhàng. Phải, con quyết sẽ tìm ra kẻ đó, vạch mặt hắn là kẻ xoáy lăng. Con muốn chính tay con sẽ cắm vào con tim phản bội kia lưỡi dao quang nghiệt, để hồn cha con được cười vui bên kia thế giới vô hình. Sẽ ghi tên đã làm cho con tan nát gia đình. Con đã đến nơi xảy ra tai nạn, nhìn những vết máu còn đọng lại trên vết cỏ khô. Lòng con xót đau như chính con là người trong cuộc. Cha con cả một đời chăm lo cho gia đình em. Người có lầm lỗi chi mà ông trời nỡ ban cho người cái chết vô cùng đau đớn. Mẹ tiếc rằng phải chi đêm ấy mẹ được chết thế cho cha con, mà có lẽ hồn mẹ được nhẹ nhàng hơn con. Mẹ ơi, con những tưởng sau chuyến đi kia cha và mẹ sẽ có được những ngày ngọt ngào đầm ấm,
để cho lòng con cảm thấy được yên vui. Nhưng ai có ngờ đâu chuyến đi kia là lần sau cùng, để cho con mất đi tình phụ tử. Lòng con đau đớn còn màng chi ăn ngủ, khi hồn cha già đáng hận tuổi ngày đêm. Trách ông trời sao quá nhẫn tâm, người hiền đức sao luôn gặp điều lẫn đần. Còn kẻ dối gian mặt người lòng thú thì lại được thản nhiên hưởng sự yên lành. Nhưng con không tin rằng Thượng Đế bất công cho kẻ ác nhẫn nhân mà không nhận lãnh luật trời báo ứng. Tuy kẻ có dấu được người dương thế cũng không thể nào qua mặt được đấng qua công. Cháu nói phải lắm. Kẻ nào làm điều trái đạo thì phải nhận lấy luật báo ứng mà thôi. Đúng là ác độc. Nếu đêm đó chú và mẹ cháu không may mắn thoát được, có lẽ giờ này nhắc đến chú còn rùng mình luôn. À, cháu à, cháu đến nơi xảy ra tai nạn có tìm được tin tức gì không cháu? Người ta cho biết đoạn đường đó trước nay thường có cướp xảy ra, nhưng chỉ là cướp chứ không giết người. Họ cho đây là một âm mưu thanh toán giữa những người có thù hận với nhau, muốn mượn tay của bọn bất lương để che đậy hành động bất nhân. Cháu à, cháu có tìm được xác cha cháu hay không? Chỉ có xác chiếc xe cháy tại chúng hiện trường. Vậy là có chắc anh An đã chết thật đâu? Dừng ở đó bảo đêm đó lửa cháy rất lâu, e rằng nếu cha con kẹt trong xe cũng không làm sao tìm được xác. À, bây giờ tôi có việc phải đi, có tin tức gì báo cho tôi biết liền nhé. Chào chị, chào cháu nhé. Dạ xin chào bác. Ủa Đông Đông, đến đây em. Thưa mẹ, đây là người mà con đã nhiều lần thưa với mẹ. À chào. Nào ngồi xuống đây với bác. Chị Sáu ơi, cho nước uống. Chẳng hay cháu đến chơi hay là có việc gì không? Dạ thưa bác, con đến để báo cho Vĩnh Lân hay là nơi xảy ra tai nạn, có người muốn gặp anh ấy để báo cho hay về chuyện xảy ra. Nhưng ông ta không muốn gặp người ngoài. Nếu yêu cầu không gặp được anh ấy thì ông ta sẽ quay về chớ chẳng hở môi. Sao cháu không chịu phiền đưa ông ấy đến đây mà lại hẹn hò có dụng ý chi? Người ấy nhờ con trao lại một bức thư. Anh hãy xem cho biết rõ đuôi đầu rồi liệu lượng có nên gặp hay không. Chuyện gì vậy con? À không có gì đâu mẹ, con phải đi có việc. Đông Đông. Dạ. Em ở chơi với mẹ anh nha. Anh Lân ơi. Lân. Đông Đông con, hãy ở lại đây với bác, đừng bỏ bác cô đơn, bác sợ lắm. Gần tháng nay ngôi nhà này như ngôi nhà ma, hoang vắng lạnh lùng. Thằng Vĩnh Lân nó cũng bỏ nhà đi hoài, bác buồn lắm. Hãy lại gần đây với bác. Dạ thưa bác, con... Đông Đông, con đừng ngại. Bác có một mình thằng Vĩnh lắm, bác thương nó lắm. Nó đã chọn ai thì bác cũng bằng lòng. Bởi dù có thương nó bao nhiêu cũng không làm sao bác chăm sóc cho nó bằng người bạn trăm năm. Suốt quãng đời đắng đắng đầy dẫy những nỗi vui buồn cay đắng, nên ta
bác chỉ cầu mong là cháu đây yêu thương nó thật lòng, để cho bác yên lòng nhắm mắt khi biết ở lại dương trần nó có được người chăm sóc thương yêu. Dạ thưa bác. Sao bác nói gì những lời lẻ chia lìa, bác còn rất trẻ lại là một đấng mẹ hiền, bác phải sống cho anh lớn làm tròn hiếu đạo. Sao bác nói làm gì lời trước tấm tình thiêng liêng của người mẹ, một thứ tình yêu cao cả mà con đã không may mắn đón nhận được như bao người được sống trên đời. Từ thuở sơ sinh con chỉ biết có một tình ngoại dược nuôi cho đến bây giờ. Suốt hai mươi mấy năm dài đằng đẵng, con thèm thuồng được một lần gọi tiếng mẹ thân yêu, để lắng nghe trong từng thớ thịt dòng máu rạt rào đang chảy về tim, để được ngã đầu trong vòng tay mẹ mà nghe trong lòng rộn lên câu tình thâm mẫu tử. Tội nghiệp cháu, bác tự xét mình không được là người mẹ tốt để có thể cho cháu yên lòng làm chỗ tựa. Kìa, sao bác nói vậy? Cha mẹ bao giờ cũng là cha mẹ, dù có lỗi làm gì thì cũng là những kẻ đã mang nặng đẻ đau. Bổn phận làm con đông đông ơi, đã là mẹ cha, những người đi trước thì không có quyền sai phạm, thì mới mong giáo dục đứa con mình. Cháu biết rằng họ cũng là một con người vốn chịu sai lầm, nhưng trong thực tế nào có mấy ai thông cảm cho một kiếp người đã chịu lắm nỗi trung chuyên. Ngày nay bác biết được Vĩnh Lân có được một người bạn đời xứng đáng, thì cũng là lúc bác có thể yên lòng. Bác à, con không muốn bác nói những lời như vậy đâu. Con đã không may mất mẹ, nay có được một mẹ chồng như vậy để cho con thờ kính yêu thương, bác nỡ nào bỏ chúng con cô độc? Cuộc đời có những điều khó nói lắm đông đông mà. Vì cháu không hận mẹ cháu sao đông đông? Dạ không, mà cháu hận ba cháu.
Người đàn ông đã gieo cho người đàn bà bao nhiêu là bất hạnh. Nếu họ có sai lầm thì cũng không phải là đáng trách. Cảm ơn cháu. Những lời của cháu làm cho bác cảm thấy như tâm hồn mình thanh thản. Bác ơi, bác yên tâm đi. Dù có sai phạm gì thì bác cũng là cha mẹ anh Lân. Chúng con một lòng tôn kính. Vì con người mấy ai toàn vẹn đâu bác. Bác cảm ơn con đã có những lời an ủi bác. Nhưng không biết thằng Vĩnh Lân nó có nghĩ như cháu hay không. Chứ nếu mà... Dạ bác yên tâm đi. Anh Lân là một người con hiếu thảo mà. Nhưng con không muốn bác có ý nghĩ lìa bỏ chúng con đâu. Bác phải sống để cho anh Lân đáp đền công ơn sanh dưỡng chứ. Bác cũng muốn như vậy lắm. Có cha mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con mình thành nhân nên gia thất. Nhưng bác thôi, bác đừng nói đến chuyện ấy nữa. Hôm nay là lần đầu tiên cháu gặp bác. Cháu không muốn nói chuyện không vui. Đồng Đồng, mẹ cháu có thường liên lạc với cháu không? Dạ, thỉnh thoảng bà ấy có gửi thơ về cho ngoại và hỏi thăm cháu. Chứ thật ra cháu cũng chưa từng biết mặt cha mẹ cháu là ai nữa. Tội nghiệp cháu quá. Còn cha của cháu? Dạ, nghe ngoại nói ông ấy còn ở trong nước. Mấy năm trước khi cháu đi học ở Đà Lạt á, ông ấy có ghé thăm nhưng mà không có gặp cháu. Rồi không biết bây giờ ở đâu nữa. Bác sẽ cố gắng tạo dựng cho cháu và Vĩnh Lân một gia đình hạnh phúc. Được vậy bác mới yên lòng. Thôi, cháu theo bác lên đây. Để bác cho cháu xem những kỷ niệm của Vĩnh Lân hồi còn nhỏ. Đi, đi với bác con. Dạ. Từ hôm anh An chết, tôi cảm thấy mình luôn có lỗi với anh ấy. Không có giấc ngủ nào mà tôi không thấy anh ấy về với mình đầy máu. Tôi... Chào mẹ. Chào chú Đạt. Công việc của mẹ và chú Đạt ở Đà Lạt sao rồi mẹ? Cũng bình thường. Vĩnh Lân à, để rồi mẹ sẽ ký tên ủy quyền lại cho con mẹ... Không cần đâu mẹ. Mẹ cứ đứng tên đi. Vì đó là ý muốn của ba con. Kể từ ngày nay, mọi việc đã có con đứng sau lưng mẹ thì đừng ai hòng dùng áp lực với mẹ mà lầm. Con quyết tìm cho ra kẻ nào có giả tâm đã hãm hại cha con. Vĩnh Lân, con nghĩ rằng tai nạn vừa qua là có người sắp đặt sao? Đúng vậy mẹ à. Mà kẻ gây ra tai họa đó cũng không phải là người xa lạ đâu. Con nói vậy nghĩa là con có nghi ngờ con, là không chỉ là nghi ngờ không đâu mẹ, mà là con biết gần như là chính xác. Chỉ còn chờ bằng chứng nữa thôi. Mẹ cũng mong con tìm ra kẻ đó cho linh hồn cha con được nhẹ nhàng. Phải, con quyết sẽ tìm ra kẻ đó. Dạch mặt hắn là kẻ xoáy lăng. Con muốn chinh tay con sẽ cắm vào con tim phản bội kia lưỡi dao quang nghiệt. Để hồn cha con được cười vui bên kia thế giới vô hình. Con muốn chinh tay con sẽ ghi tên đã làm cho con tan nát gia đình. Con đã đến nơi xảy ra tai nạn, nhìn những vết máu còn đọng lại trên vết cỏ khô. Lòng con xót đau như chính con là người trong cuộc. Cha con cả một đời chăm lo cho gia đình êm ấm. Người có lầm lỗi chi mà ông trời nỡ ban cho người cái chết vô cùng đau đớn.
tiếc rằng phải chi đêm ấy mẹ được chết thế cho cha con, mà có lẽ hồn mẹ được nhẹ nhàng hơn con. Mẹ ơi, con những tưởng sau chuyến đi kia cha và mẹ sẽ có được những ngày ngọt ngào đầm ấm, để cho lòng con cảm thấy được yên vui. Nhưng ai có ngờ đâu chuyến đi kia là lần sau cùng, để cho con mất đi tình phụ tử. Lòng con đau đớn còn màng chi ăn ngủ, khi hồn cha già đáng hận tuổi ngày đêm. Trách ông trời sao quá nhẫn tâm, người hiền đức sao luôn gặp điều lận đận, còn kẻ dối gian mặt người lòng thú thì lại được thản nhiên hưởng sự yên lành. Nhưng con không tin rằng thượng đế bất công cho kẻ ác nhẫn nhơ mà không nhận lãnh luật trời báo ưng. Tuy kẻ ác có dấu được người dương thế, cũng không thể nào qua mặt được đấng qua công. Cháu nói phải lắm, kẻ nào làm điều trái đạo thì phải nhận lấy luật báo ứng mà thôi. Đúng là ác độc. Nếu đêm đó chú và mẹ cháu không may mắn thoát được, có lẽ giờ này nhắc đến chú còn rùng mình luôn. À, cháu à, cháu đến nơi xảy ra tai nạn có tìm được tin tức gì không cháu? Người ta cho biết đoạn đường đó trước đây thường có cướp xảy ra, nhưng chỉ là cướp chứ không giết người. Họ cho đây là một âm mưu thanh toán giữa những người có thù hận với nhau, muốn mượn tay của bọn bất lương để che đậy hành động bất nhân. Cháu à, cháu có tìm được xác cha cháu hay không? Chỉ có xác chiếc xe cháy tại chỗ hiện trường. Vậy là có chắc anh em đã chết thật đâu? Dân ở đó bảo đêm đó lửa cháy rất lâu, e rằng nếu cha con kẹt trong xe cũng không làm sao tìm được xác. À, bây giờ tôi có việc phải đi, có tin tức gì báo cho tôi biết liền nhé. Chào chị, chào cháu nhé. Dạ xin chào bác. Ủa Đông Đông, đến đây em. Thưa mẹ, đây là người mà con đã nhiều lần thưa với mẹ. À chào. Nào ngồi xuống đây với bác. Chị Sáu ơi, cho nước uống. Chẳng hay cháu đến chơi hay là có việc gì không? Dạ thưa bác, con đến để báo cho Vĩnh Lân hay là nơi xảy ra tai nạn, có người muốn gặp anh ấy để báo cho hay về chuyện xảy ra. Nhưng ông ta không muốn gặp người ngoài, nếu yêu cầu không gặp được anh ấy thì ông ta sẽ quay về chớ chẳng hở môi. Sao cháu không chịu phiền đưa ông ấy đến đây mà lại hẹn hò có dụng ý chi? Người ấy nhờ con trao lại một bức thư, anh hãy xem cho biết đó đuôi đầu, rồi liệu lượng có nên gặp hay không. Chuyện gì vậy con? À không có gì đâu mẹ, con phải đi có việc. Đông Đông. Dạ. Em ở chơi với mẹ anh nha. Anh Lân ơi. Lân. Đông Đông con, hãy ở lại đây với bác, đừng bỏ bác cô đơn, bác sợ lắm. Gần tháng nay ngôi nhà này như ngôi nhà ma, hoang vắng lạnh lùng. Thằng Vĩnh Lân nó cũng bỏ nhà đi hoài, bác buồn lắm. Hãy lại gần đây với bác. Dạ thưa bác, con... Đông Đông, con đừng ngại. Bác có một mình thằng Vĩnh lắm, bác thương nó lắm. Nó đã chọn ai thì bác cũng bằng lòng. Bởi dù có thương nó bao nhiêu, cũng không làm sao bác chăm sóc cho nó bằng người bạn trăm năm.
suốt quãng đời đắng đắng, đầy dẫy những nỗi vui buồn cay đắng. Nên bác rất vui lòng chấp nhận người mà nó đã chọn lựa. Bác chỉ cầu mong là cháu đây yêu thương nó thật lòng, để cho bác yên lòng nhắm mắt khi biết ở lại dương trần nó có được người chăm sóc thương yêu. Dạ thưa bác. Sao bác nói gì những lời lẽ chia lìa? Bác còn rất trẻ, lại là một đấng mẹ hiền, bác phải sống cho anh lớn làm tròn hiếu đạo. Sao bác nói làm gì lời lẽ không vui? Dẫu sanh ly tử biệt của cuộc đời, nếu yêu Vĩnh Lân cháu cho bác gửi gắm nó trọn đời. Bác ơi, cháu xin cúi đầu trước tấm tình thiêng liêng của người mẹ, một thứ tình yêu cao cả mà con đã không may mắn đón nhận được như bao người được sống trên đời. Từ thuở sơ sinh con chỉ biết có một tình ngoại vợt nuôi cho đến bây giờ. Suốt hai mươi mấy năm dài đằng đẵng, con thèm thuồng được một lần gọi tiếng mẹ thân yêu, để lắng nghe trong từng thớ thịt dòng máu rạt rào đang chảy về tim, để được ngã đầu trong vòng tay mẹ mà nghe trong lòng rộn lên câu tình thắm mẫu tử. Cháu, bác tự xét mình không được là người mẹ tốt để có thể cho cháu yên lòng làm chỗ tựa. Kìa, sao bác nói vậy? Cha mẹ bao giờ cũng là cha mẹ, dù có lỗi làm gì thì cũng là những kẻ đã mang nặng đẻ đau. Bổn phận làm con đông đông ơi, đã là mẹ cha, những người đi trước thì không có quyền sai phạm, thì mới mong giáo dục đứa con mình. Cháu biết rằng họ cũng là một con người vốn chịu sai lầm, nhưng trong thực tế nào có mấy ai thông cảm cho một kiếp người đã chịu lắm nỗi trung ngày nay. Bác biết được Vĩnh Lân có được một người bạn đời xứng đáng thì cũng là lúc bác có thể yên lòng nhắm mắt ra đi. Bác à, con không muốn bác nói những lời như vậy đâu.
con đã không may mất mẹ. Nay có được một mẹ chồng như vậy để cho con thờ kính yêu thương, bác nỡ nào bỏ chúng con cô độc? Cuộc đời có những điều khó nói lắm Đông Đông mà. Vì cháu không hận mẹ cháu sao Đông Đông? Dạ không, mà cháu hận ba cháu. Người đàn ông đã gieo cho người đàn bà bao nhiêu là bất hạnh. Nếu họ có sai lầm thì cũng không phải là đáng trách. Cảm ơn cháu. Những lời của cháu làm cho bác cảm thấy như tâm hồn mình thanh thản. Bác ơi, bác yên tâm đi. Dù có sai phạm gì thì bác cũng là cha mẹ anh Lân. Chúng con một lòng tôn kính. Vì con người mấy ai toàn vẹn đâu bác. Bác cảm ơn con đã có những lời an ủi bác. Nhưng không biết thằng Vĩnh Lân nó có nghĩ như cháu hay không. Chứ nếu mà... Dạ bác yên tâm đi. Anh Lân là một người con hiếu thảo mà. Nhưng con không muốn bác có ý nghĩ lìa bỏ chúng con đâu. Bác phải sống để cho anh Lân đáp đền công ơn sanh dưỡng chứ. Bác cũng muốn như vậy lắm. Có cha mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con mình thành nhân nên gia thất. Nhưng bác sao? Thôi bác đừng nói đến chuyện ấy nữa. Hôm nay là lần đầu tiên cháu gặp bác. Cháu không muốn nói chuyện không vui. Đồng Đồng, mẹ cháu có thường liên lạc với cháu không? Dạ thỉnh thoảng bà ấy có gửi thơ về cho ngoại và hỏi thăm cháu. Chứ thật ra cháu cũng chưa từng biết mặt cha mẹ cháu là ai nữa. Tội nghiệp cháu quá. Còn cha của cháu? Dạ nghe ngoại nói ông ấy còn ở trong nước. Mấy năm trước khi cháu đi học ở Đà Lạt á, ông ấy có ghé thăm nhưng mà không có gặp cháu. Rồi không biết bây giờ ở đâu nữa. Bác sẽ cố gắng tạo dựng cho cháu và Vĩnh Lân một gia đình hạnh phúc. Được vậy bác mới yên lòng. Thôi, cháu theo bác lên đây. Để bác cho cháu xem những kỷ niệm của Vĩnh Lân hồi còn nhỏ. Đi, đi với bác con. Dạ. Người nào muốn gặp con vậy cô? Cô ơi! Ủa, cô đâu rồi? Cậu hai. Hả? Chú Huy. Chú Huy. Chú còn sống mà. Chú Huy à, vậy còn ba tôi. Cậu hãy bình tĩnh. Việc cậu gặp tôi hôm nay không được nói cho ai biết, kể cả bà. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng còn ba tôi. Ông vẫn khỏe, hiện đang ở một nơi kín đáo. Ông bảo tôi về đây gặp cậu để cho cậu hay. Chuyện vừa qua không phải là tai nạn mà là có kẻ đắp tâm để hãm hại ông thôi. Chuyện xảy ra tôi cũng nghĩ có người sắp mi đặt, nhưng lấy chứng cớ đâu để lật mặt kẻ sát nhân. Cậu cứ giả vờ như không biết không hay. Việc ông sống còn hay chuyện tôi trở về đây, để có ngày ông về lật mặt thằng phản bạn. Tôi phải chờ đợi bao lâu mới gặp lại cha tôi? Cậu không nên nóng nảy mà hư hết chuyện. Đây, ông gửi cho cậu lá thư này. Cậu hãy xem rồi làm theo lời ông dặn. Nhớ, chỉ một mình cậu biết thôi. Cảm ơn chú. Bao giờ chú trở về trên ấy? Tôi sẽ đi ngay để tránh người quen gặp mặt. Khoan, chú Huy. Ba cháu. Cậu an tâm. Ông hiện rất bình yên, đang ở một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh. Thương tích ba tôi có nặng lắm không chú Huy? Không nhẹ. Ba tôi. Nhưng không ảnh hưởng tới tánh mạng.
Lẽ nào lại như vậy sao? Vĩnh Lân con, có chuyện gì vậy con? Dạ không có gì đâu cô. Ba của con, ba của con thế nào rồi Vĩnh Lân? Cô Vân, con hỏi điều này có khi không phải, mong cô thứ lỗi cho. Có phải ba con và cô ngày xưa là... là đôi bạn nhỏ cùng trường chung xuống, vì những ước mơ thời non trẻ, mong cho ngày sau được chung đường chung bước bên nhau đến trọn cuộc đời. Nhưng có ngờ đâu cuộc đời lại trớ trêu, chia lìa mỗi kẻ một nơi. Nhưng tại sao ước nguyện không thành, và ba con ai đã lỗi thề, để ngày nay mỗi kẻ mỗi đường. Nỗi buồn cứ lớn dần theo thời gian, nào phải tại ai, có lẽ tại số trời. Cô và ba con không duyên nợ, nên đành phải nuốt lệ chia lìa mỗi người một cuộc sống riêng. Nhưng ba con đã lập gia đình yên thân phận, còn cô vẫn một mình với cuộc sống cô đơn. Có phải cô vẫn giữ mối hận lòng với người bạn tình không thủy chung? Vĩnh Lân ơi, cô không chối là ngày nay cô vẫn còn giữ trong lòng những kỷ niệm ngọt ngào thời xưa. Cô đã tự nguyện giữ để nhớ thương riêng mình ấp ủ, chớ thật ra cô không hề trách oán chi người bạn chung tình. Nào phải tại ai mà duyên nợ không thành, ngày ba con thành gia thất cũng là ngày cô ngẫm ngùi cất bước xa quê. Suốt một thời gian dài rồi bỗng hội ngộ nơi đây, cô tự hỏi lẽ lòng mình đã quên chưa kỷ niệm thời xưa cô. Cô vẫn không tìm được câu trả lời chính xác, chỉ biết lòng mình luôn hờ hững với những lời ngon tiếng ngọt, ngày đêm dây bùa bên tay. Điều đó chứng tỏ rằng cô vẫn còn nhớ thương hình ảnh cũ, mà cô lạnh lùng với tất cả những tình cảm ngày nay. Cô biết chính sự cam chịu của cô đã làm cho người xưa luôn say sức. Vĩnh Lân, Vĩnh Lân ơi, nếu việc đó có xảy ra thì thật tâm cô cũng không muốn thế. Vì cô nào có đợi chờ hay phiền trách gì đâu, chẳng qua là lòng cô thấy vững dưng, không hề xúc động với bất cứ lời nói nào, dù biết rằng họ thành tâm chân thật. Cô chỉ cầu mong sao cho người xưa hạnh phúc, chớ đâu muốn cho ai kia hạnh phúc dở dàng hay duyên phận lỡ làng. Còn cuộc đời mình, cô sẽ nguyện trong tâm sẽ sống với kỷ niệm ngày xưa và mang theo về cõi khác. Nếu cách sống của cô có làm cho lòng ai tan nát, cũng là điều làm lòng cô say sức ngàn.
ngày đêm. Đúng là quan nghiệt. Tình yêu là gì mà không ai có thể giải bài chính xác. Con thương cô, nhưng cũng thương mẹ con. Hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông, cả ba đều không ai được hạnh phúc. Có lẽ ba con là người đau khổ nhất. Nhưng giờ đây, có lẽ người đã được giải thoát rồi. Tuy được nhẹ nhàng bản thân, nhưng để lại sau lưng hai người quá buồn. Nhưng cô nào có oán trách gì đâu mà phải tả tôi. Không, anh An ơi, em vẫn yêu anh, mặc dù anh không còn nữa. Tại sao, tại sao lại ra đi vội vàng như vậy? Anh An, anh An. Nè, hôm trước mẹ nói gì với em vậy? Thôi, không có nói cho anh nghe đâu. Thì anh hỏi mẹ. Hỏi đi, mà bác cũng không có nói đâu. Mà đã nói là bí mật mà. Gì mà bí mật dữ vậy? Bây giờ nói cho anh nghe không? Không. Nói không? Không có giỡn à nha. Coi chừng ngoại về đó. Ngoại chưa về đâu, không có ai bên vực cho em đâu. Sao, chịu nói không? Ừ? Ủa, em sao vậy Đông Đông? Giận anh à? Vậy sao bỗng dưng đang vui vẻ mà em lại... Tại vì em chợt nghĩ, nếu mai đây anh không có tốt với em nữa thì bên em có còn còn ở bên em, chỉ còn trơ trọi một thân. Em đừng nên lo ngại chuyện xa vời, anh không bao giờ phũ phàng với em đâu. Để cho em phải tủi phận mình mà nguyện suốt đời bên nhau. Gặp gỡ ban đầu cha mẹ em chắc cũng nói những lời hôm nay, nhưng ai có ngờ đâu đất bằng sông dày khi em vừa mở mắt chào đời thì họ cũng đã chia tay nhau rồi. Biết ai đã lỗi thề với chuyện của ba mẹ em thì anh không biết, nhưng chuyện cô Vân và ba anh thì có lẽ tại số phận hai người không duyên nợ với nhau. Nếu đã không duyên nợ với nhau thì kết hợp làm chi, đi bỏ trên đời một con người côi cút vừa chào đời đã thiếu tình thương. Tuổi âu thơ với náo nương, với người ngoại già lưng còng tóc bạc, tình mẫu tử là thứ tình thiêng liêng cao cả nhất. Vậy mà từ thuở sơ sinh em chưa từng đón nhận bao giờ. Nó đôi với em thật mộng mị xa vời, cảm nhận được nó về quá giấc ngủ với bàn tay dịu dàng của bà ngoại thân yêu. Còn tình phụ tử đối với em nó như một thứ gì lạ lùng mà em chưa từng với tới. Suốt cả tuổi thơ của em đã trưởng thành như vậy đó, nay em bỗng dưng lo sợ thứ tình cảm mong manh của anh cũng sẽ tan biến một ngày nào. Tuy
tình cảm của anh không to lớn và cáo xấu như tình phụ tử, nhưng anh nguyện yêu em cho đến suốt đời, không để cho em phải một lần nữa lạc loài thân côi cút. Anh Lân, em không lo sợ tình anh gian dối, nhưng cuộc đời vốn không bằng phẳng, có ai biết trước đâu đèo dốc gặp gỡ. Đông Đông ơi, anh không phải là một thánh nhân, mà cũng xương thịt chỉ đủ đầy những tình thương giận ghét. Nhưng anh nguyện giữ tròn chung thủy với người bạn đời bất hạnh không may, nên dù cho ngày sau còn dâu có qua biển đất có thành sông, anh cũng không đổi dạ thay lòng. Anh ơi, nếu sau này có thương nhau, xin hãy nói với nhau một lời chứ đừng gian dối. Em rất sợ cảnh chung giường khác mộng, tuy sống cận kề mà lòng gửi tận mù xa. Anh xin thề với em là không bao giờ bước vào con đường của... À, mà không, nó chỉ làm khổ cho cả hai chứ không ích lợi gì. Anh đã chứng kiến cảnh đó rồi nên anh rất sợ. Anh muốn nói con đường của ai mà anh đã chứng kiến chứ? Ủa, ai vậy kìa? Chắc ngoại về đó. Ngoại về sao bấm chuông làm gì? Xin chào. Ông muốn tìm ai? Đông Đông à, thôi anh về nha, em tiếp khách đi, để hôm khác rồi chúng mình đi. Không, đây đâu phải là khách của em, vả lại ngoại sắp về rồi. Thôi, để bữa khác đi, anh về nha. Anh Lân, anh Lân. Đông Đông. Ông gọi tôi hả? Phải. Bà gọi con đó. Cái gì? Ông bảo ông là ba tôi à? Phải rồi. Thế ngoại không nói lại với con hay sao? Có. Ngoại tôi nói rằng cha tôi là một con người bội bạc, đã bỏ mẹ con tôi để chạy theo một hình bóng khác. Khi tôi vừa mới chào đời, người bảo rằng cha tôi là kẻ nhẫn tâm, nên tôi chỉ định nên ông ấy là kẻ vô tình. Vì hoàn cảnh nên ba không gần con được, nhưng thâm tâm ba luôn nhắc nhở ba rằng ba có một đứa con gái ngoan hiền hiện đang ở với bà để học hành lớn khôn. Rất tiếc là tôi không được khôn ngoan hiền dịu, bởi vì tôi không có cha mẹ để dạy dỗ nên người. Tôi đã lớn lên như đứa trẻ lạc loài, với lối sống ngang tàn không có mẹ cha. Đông Đông ơi, ba xin con hãy tha thứ cho kẻ làm cha không trọn bổn phận mình, bởi cuộc đời có lắm chuyện trở trêu, chứ ai đâu nỡ bỏ nấng ruột của mình. Từ lâu rồi tôi chỉ sống với tình thương của ngoại, cuộc sống của tôi giờ đã quen rồi, xin ông đừng lui tới đây nữa làm gì, để tôi được sống yên lành với cảnh không mẹ không cha. Con ơi, có ai hiện diện trên đời mà không cha không mẹ? Đúng, chỉ vì kẻ tạo ra đã chối từ không nhìn nhận, nên từ lâu tôi nghĩ cha tôi đã chết. Đồng Đồng. Vì vậy mà tới tuổi này tôi chưa biết mặt cha. Con oán hận ba việc ấy cũng đã đành, nhưng con đừng cho mình là kẻ mồ côi. Vậy chứ cha mẹ tôi họ ở nơi nào mà mười mấy năm rồi tôi chỉ có một mình tôi. Đông Đông à, vì hoàn cảnh cho nên ba... Thôi đi, ông đừng có biện giải làm gì. Tôi không có cha, và nhất là người ấy lại là ông. Thì ngoại con đâu rồi? Ba muốn gặp ngoại của con. Không cần đâu. Có nhận cha hay không là tôi, chứ ngoại tôi cũng không ép được tôi đâu. Ông không phải đợi làm gì. Từ nay ông cũng đừng nên đến đây nữa. Ba khuyên con, từ nay con không nên dính líu đến thành Vĩnh Lân nữa. Cái gì?
Ông tưởng rằng lời nói của ông là tôi sẽ nghe theo sao? Ông lầm rồi. Ông không phải là ba của tôi. Con không nghe theo lời của ba, sau này cũng đừng trách là ba không báo trước đó. Tôi cấm ông. Tôi cấm ông làm việc gì có hại cho nấy. Tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Anh An, thế là một năm rồi kể từ cái đêm tang tóc đó. Anh có linh thiêng hãy phù hộ cho Vĩnh Ngân, nó đang kế tục sự nghiệp của anh. Nhưng em sợ nó khó mà đứng vững trước kẻ đã sắp tâm hãm hại nó. Anh An, bây giờ em hy vọng anh không bỏ em cô đơn nữa phải không anh? Hằng đêm em vẫn đàn bản nhạc mà anh thích, bản nhạc tình kỷ niệm của hai ta. Anh có về để nghe em đàn không anh? Mỗi đêm em vẫn pha loại trà mà anh thích, để anh về uống trà và nghe em đàn. Nhớ nghe anh. Niềm vui của em từ giờ cho đến cuối đời là như thế đó. Anh hãy về phù hộ cho mẹ Vĩnh Lân. Bà ấy suy sụp rất nhiều từ ngày anh mất. Cũng phải thôi, vì từ lâu mọi chuyện đã có anh lo. Còn em, dù sao thì em cũng đã quen rồi. Hồi còn sống, em luôn tránh mặt anh. Nhưng bây giờ thì em lại muốn mỗi đêm anh về với em, để uống trà, để nghe em đàn, rồi trò chuyện với em. Thôi, bây giờ anh hãy uống trà đi. Ok, bà... Bà Vĩnh An, tôi không xứng với danh vị đó đâu cô Thu Vân à. Cô cứ gọi thẳng tên của tôi đi. Bà... Bà đi đâu giờ này? Tôi trông bà xanh xao quá. Bà Hằng, bà hãy uống trà đi. Trà của anh An ưa thích đây mà. Cô Thu Vân, cô có thù ghét tôi không? Kìa bà Hằng, tại sao bà lại hỏi tôi như vậy? Bà có làm gì để cho tôi thù ghét bà đâu? Chính tôi đã cướp lấy anh An của cô để cho cô một cuộc sống cô đơn. Suốt 20 mấy năm dài đắng đắng, cô sống âm thầm ôm thương nhớ nhớ. Đau người thương bà Hằng, không phải vậy đâu. Tôi xin bà chớ bận lòng, nào phải tôi chối từ niềm là để mong chờ hay nuôi vọng nào đâu.
lời nói của tôi. Hôm nay hết sức chân thành, là tôi rất xúc động trước tấm chân tình. Mà thời gian qua cũng không phai nhạt, tấm chân tình cao cả của cô. Xin bà chớ bận tâm, mỗi người một số lẽ, số phận tôi thương đế đã định rồi, nên phải an phận tôi và vui sống với cuộc đời. Cô dân ơi, đồng là phận gái với nhau, tôi thấu hiểu nỗi đau mà cô đang cố tình che giấu. Trót làm phận gái với bên nước 12, đành rằng có kẻ may người rui. Nhưng tranh làm sao nỗi buồn thương hận tôi, mà quá công đã dành sẵn cho mình. Suốt 20 mấy năm qua, tôi qua đổi vô tình, cô đơn cõi lòng tan nát. Tôi vô tình vui cười trên đau khổ của cô. Cô âm thầm chịu đựng với thời gian, còn kẻ ở chung nệm ấm chăn em lại giống tưởng ngoài xa xôi muôn dặm. Ôi hạnh phúc của cô tuy đơn sơ mà to lớn quá, còn tôi giữ hạnh phúc trong tay mà không biết tôn trọng giữ gìn. Tôi xin bà đừng tự trách mình như vậy. 20 mấy năm qua tôi rất hài lòng với cuộc sống của tôi. Thật tâm tôi luôn mong cầu cho bà được hạnh phúc. Cái từ hạnh phúc có vẻ đơn sơ nhưng vô cùng phức tạp. Nhiều lúc tôi tự hỏi là mình đã có hạnh phúc hay chưa. Bà Hằng, bà ơi, tôi với bà tuy đồng chung phận gái, nhưng mỗi người có một số phận khác nhau. Thượng đế tạo ra là đã ban cho mỗi chúng ta một hạnh phúc nhỏ nhoi và một trời bất hạnh. Nếu như chúng ta biết dung hòa chấp nhận, thì cuộc đời vẫn có được niềm vui. 20 mấy năm qua, tôi có một cuộc sống nhỏ nhoi, nhưng nó cũng làm cho tôi thỏa nguyện rồi. Cô dân ơi, tôi vẫn thèm thuồng cuộc sống của cô, một cuộc sống đơn sơ vì những giấc mơ không ác mộng. Con người ta lỡ một bước xa chân là không còn đường quay lại. Tôi đang ở giữa mây mù mà chẳng có lối ra. Bà Hằng, bà không nên quá bi quan như vậy. Ông nhà tuy đã mất, nhưng bà vẫn còn có Vĩnh Lân và cả sự nghiệp của ông còn dang dở. Bà không có quyền bỏ cuộc, mà bà phải đứng lên để tiếp cho Vĩnh Lân thêm sức mạnh. Sự có mặt của tôi không biết có giúp được cho Vĩnh Lân hay càng làm cho nó thêm lận đận. Mấy hôm nay nó không về nhà, có lẽ nó đã giận tôi. Không, không đâu bà. Chẳng qua vì công việc cho nên cậu ấy không muốn cho bà phải lo lắng đó thôi. Mấy hôm nay cậu ấy về đây.
hôm nay đi đâu mà giờ này chưa thấy về kìa. Nó có hay đi khuya như đêm nay không cô Vân? Rất ít khi ra ngoài. Cậu ấy thường thức rất khuya, nhưng chỉ ngồi một mình ở ngoài sân. Tôi thương cậu ấy quá, nhưng không biết cách nào để giúp đỡ. Con ơi, có phải con giận mẹ không? Vĩnh Lân. Kìa bà Hằng, bà đi đâu vậy? Bà chờ một lát, thế nào cậu ấy cũng về mà. Bà hãy chờ đi. Tôi không dám gặp mặt nó. Không dám gặp mặt nó. Kìa bà, bà Hằng, nó đã từ bỏ mẹ của nó rồi. Bà Hằng. Tại sao ông lại vào đây? Dạ, tại sao ông lại vào đây vào lúc này? Ông là ông là ai? Ông vào đây để làm gì? Ông nói đi, nếu không thì tôi sẽ... Bà sẽ kêu người đến bắt tôi chứ gì? Ai mời ông? Ai mời ông mà ông tự nhiên như vậy? Vậy ra trà này không phải để mời khách sao? Ông không phải là khách của tôi, mà là khách cũng không được uống trà này. Vậy bà để dành cho ai? Người yêu hay là chồng bà? Chuyện ấy tôi không cần phải trả lời với ông. Tôi mời ông đi cho. Vâng, tôi sẽ đi. Tôi muốn nhìn nơi đây một chút thôi mà. Bà không cần phải đuổi tôi, tôi cũng sẽ đi. Chào bà. Khoan đã, ông là ai? Ông là ai mà tôi nhìn thấy dáng rất quen? Ông, có phải ông là... Không đâu, tôi với bà hoàn toàn xa lạ. Bởi suốt hai mươi mấy năm dài ta chẳng gặp nhau. Giờ đây tôi chỉ là một bóng ma, chỉ biết nhìn người suốt mấy chục năm qua. Tôi chỉ biết đắm mình vào dòng danh lời để tạo dựng cho người ta một cuộc sống vàng son. Bỗng dưng có một ngày tôi nhìn lại sáng thì người ta đã bỏ tôi cô độc. Giờ đây tôi như kẻ nằm mơ vừa tỉnh giấc, định chuộc lại những lầm lỗi đã qua thì định mệnh buộc tôi phải chia xa với những ước mơ đâu. Khi tôi muốn quay lưng thì sao nghi đã gài nhịp cầu, nên hiện giờ tôi phải lang thang giữa vùng bóng tối, sống trốn tránh mọi người như một loài chim đêm
trước mắt tôi là một vực thẳm tối đen, mà sau lưng không có đường quay lại. Tôi như một con thú điên giữa vùng hoang dại, còn biết tìm đâu ra sinh lợi cho bản thân mình. Ông là ai? Ông là ai mà lời nói có vẻ hận đời xa lạ? Nhưng tôi nhìn ông, tôi có cảm giác thân quen như một người từ xa vừa trở lại. Bà ơi, tôi là một khổ ma từ bên kia thế giới, trở về đây tìm kiếm lại những tình thương nghi rơi rớt bụi ban nghi đầu. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy quanh tôi cả như một trời sâu. Từng bước đến làm ranh của hai thế giới, và chính nơi đó đã giúp tôi ra khỏi cơn mơ. Nó đã giúp tôi nhìn ra cuộc sống mà suốt mấy chục năm dài tôi tâm tối u mê. Đến chừng ngày bừng tỉnh mắt ra thì dưới chân tôi hố nghi thầm đã chực chờ. Vậy ngày nay ông trở về đây để giành lại những gì ông bị người ta cướp mất, hay là nhặt lại những gì mà chính ông đã quên bỏ từ lâu? Không, giờ đây tôi không tìm lại cho tôi, mà tôi sẽ giành lại những gì người thân tôi đã bị người ta cướp mất. Ông ơi, có khi những người thân của ông cũng chẳng cần chi thứ mà người ta tước đoạt. Bởi cuộc đời này vốn là một dòng xoay, hôm nay ta gặp nhau đây, ngày mai mỗi người mỗi ngã, thì bận biểu làm gì cái chuyện được thua. Bởi vì nếu đỉnh vinh quang càng cao lớn thì dưới chân hố sâu kia càng dịu dời. Huy chương nào cũng có phía sau lưng, vinh quang nào cũng phải trả giá. Tôi với ông tuy là xa lạ, nhưng qua câu chuyện này giờ chúng ta dễ cảm thông. Bà cảm thông được nỗi lòng của tôi sao? Giữa chúng ta có điều chi trùng hợp? Tôi và ông, hai kẻ đều mất mát, đó không phải là sự trùng hợp với nhau sao? Có điều tôi khác ông là tôi không giành lại. Bà cao cả quá, vậy mà người ta đúng là một sai lầm khó bề quay lại. Ông nói gì vậy? À không, cảm ơn bà đã cho tôi uống trà. Giờ xin chào. Khoan đã, tôi muốn hỏi ông vào đây để làm gì? Ông tìm kiếm ai? Và bây giờ ông định đi đâu? Tôi còn biết đi đâu, khi tôi giờ đây chỉ là cánh chim vô định. Tôi còn biết tìm kiếm ai đây? Khi mái ấm gia đình nay con nghĩ còn đâu, tất cả người thân cũng đã ngoảnh mặt quay lưng. Nên tôi đây phải nghi sống những ngày thường. Vậy giờ con ông đâu sao?
nhìn nhận. Mà để cho ông lang thang cô độc như một bóng ma giữa cuộc đời này. Việc tôi còn hay mất nào có quan hệ tới họ đâu. Tôi hiện còn sống đây, nhưng tên tuổi của tôi đã được chôn sống lâu rồi. Thôi, cảm ơn bà đã cho tôi uống trà. Chào bà. Khoan đã, ông... Cô Vân, cô chưa ngủ à? Ủa, ai đây? Ông này là... Tôi là một bóng ma vất vưởng dưới tấm thân tàn phế. Ba! Phải rồi! Ba! Ba của con! Trời ơi! Ba! Ba! Trời ơi! Vậy sao là... Ông còn sống đây sao? Tạ ơn trời Phật. Phải, tôi còn sống nhưng khác chi đã chết. Cô đừng bận dạ làm chi. Không, ông còn sống là tôi và Vĩnh Lân đã mãn nguyện rồi. Phải, ba còn sống về đấy để rồi con sẽ đòi lại những gì mà người ta đã cướp đoạt của ba. Suốt bao năm dài ba cố công dung đắp chỉ một phút giây tan theo gió thoảng mây ngàn. Họ đã dai thì phải trả, đó là quy luật công bằng. Họ đã xuống tay với ba không hề thương xót thì ba khỏi phải bận lòng thương xót làm chi. Vĩnh Long ơi, ba còn sống trở về đây không phải là để trả thù hay rửa hận, bởi ba cũng đã vay nợ của ai suốt hai mươi mấy năm dài mà có ai đòi ba nghi phải trả nợ đâu. Ba, nhưng họ đã xuống tay vô cùng tàn nhẫn thì con không thể khoanh tay để cho họ nhỡ nhơ với cuộc sống bình yên được. Con à, hãy có lòng vị tha với kẻ khác đi con. Ai vay nợ còn có ông trời đòi lại, không bỏ sót đâu con. Nhưng ba có biết họ đã phá nát cái sản nghiệp mà ba dày công gầy dựng, ba có biết không? Ba biết hết, vì biết nên ba mới về đây. Có ba về đây con không cần phải lo âu như vậy. Ba con nói phải đâu Vĩnh Lân, hận thì không nên kéo dài thêm nữa đâu con. Ba, nhưng... Sao? Thế nào? Tôi hỏi lại nè, ba có chịu ký hay không? Xin ông đừng ép buộc tôi. Tôi đã có lỗi với chồng, giờ đừng ép tôi phải có lỗi với con tôi thêm nữa. Bà đừng hy vọng là Vĩnh Lân nó sẽ tha thứ cho bà. Rồi những ngày còn lại bà lấy gì để sống? Hãy nghe tôi đi. Cái khách sạn trên Đà Lạt chỉ có mình bà đứng tên. Giờ bà ký bán nó đi, chúng ta có ít tiền lo hậu vận. Nhưng đó là xương máu của anh An, hãy để cho thằng Vĩnh Lân nó quyết định đi anh. Thằng Lân, nó có tha thứ cho bà đâu mà bà hy vọng. Rồi đây nó sẽ đối xử với bà ra sao khi nó biết chính bà đã nhúng tay vào cái chết của cha nó? Không, tôi không giết chồng. Tôi xin đừng ai đổ cho tôi cái tội lỗi xấu xa đó. Tôi chỉ là người đàn bà yếu đuối, có lỗi với chồng con, nhưng tuyệt đối tôi không phải là kẻ giết chồng. Xin mọi người đừng.
trong khi bà đã đừng lén lút phản bội chồng. Nhân cơ hội này ta lo hậu vẫn về sao? Không, bao giờ tiếp tục sai lầm để không còn có lối ra. Vậy bây giờ bà nghĩ rằng mình còn có lối ra hay sao? Bà thấy đó, từ ngày thằng Vĩnh Lân nó thay cha của nó, có lẽ nó đã biết việc của chúng ta, nên trong mọi công việc nó đều theo dõi rất kỹ. Hơn một năm nay nó đã thay dần quyền hạn của tôi. Giờ chỉ còn cái khách sạn trên Đà Lạt là bà đứng tên thôi. Nếu không mau bán đi, e sau này chúng ta chẳng còn gì đâu. Tôi không ký đâu. Ông đừng nên thuyết phục tôi làm gì. Tôi đã nói hết lời mà bà không chịu nghe, hay là đợi tôi phải dùng đến sức mạnh. Dạ, sức mạnh. Ông đừng tưởng là tôi sợ bất cứ hành động nào của ông đâu. Tôi đã có con đường riêng của tôi rồi. Còn ông, hãy tự lo liệu đi. Hằng, nói vậy là em định bỏ anh sao? Dù gì chúng ta là những kẻ đứng trên một chiếc thuyền mà. Không, kể từ giờ phút này tôi không còn đứng chung với ông trên con thuyền đó nữa. Em muốn bỏ tôi à? Không được đâu. Em bây giờ chỉ có hai con đường. Một là làm theo lời tôi, rồi chúng ta tìm một nơi nào đó sống cho hết cuộc đời. Còn hai là... Ông giết tôi chứ gì? Cũng không trừ trường hợp đó. Bởi vì em muốn bước ra khỏi chiếc thuyền thì tôi sẽ cho em chìm luôn. Sao? Có bằng lòng ký hay không? Thì ông cứ giết tôi đi. Không ký đâu. Được, cô sẽ được toại nguyện. Nhưng mà không, tôi giết cô làm gì để cho cô sớm được giải thoát? Mà tôi sẽ gửi cho con của cô những kỷ niệm đẹp này của chúng ta cho nó thưởng thức. Khốn nạn vừa thôi. Ngoài từ đó ra cô còn cho tôi danh từ tệ hại nào nữa. Miễn là tôi phải đoạt được cái gì mà tôi muốn. Sao? Thế nào? Có đồng ý hay không? Hay là chờ tôi gửi những tấm hình đẹp này cho con của cô? Khốn nạn, thiệt là khốn nạn mà. Tôi không ngờ cô định quỷ nó sao? Đâu có dễ vậy. Cô xấu hổ à? Đưa lại cho tôi. Trời ơi, cô giỏi thì giết đi. Giết đi. Cô thách thức tôi đó à? Bây giờ thì tôi không giết cô, mà tôi sẽ rạch nát gương mặt của cô. Dừng lại. Tôi nhớ đây là nhà của tôi mà. Sao ai vào đây có quyền như vậy? Chú Quyền, kẻ nào không nghe lời tôi trong nhà này, chú cứ thẳng tay trừng trị cho tôi. Chú Quy, chú Quy còn sống. Vậy anh An... Chào bà. Ông thì không có được may mắn như tôi đâu, thưa bà. Trời ơi, ba. Chú Đạt, chú trả lời sao với những chứng từ này đây? Chứng từ này không phải do tôi ký đâu, mà là do ba cậu ký từ trước kìa. Chú khôn ngoan lắm, nhưng ba tôi thật tình không ký bán cả cơ sở kìa, với cái giá như là cho không.
có giả tâm muốn sang đoạt của ba tôi, nên chú đã câu kết với tại chân thần tính ở công ty để giả làm chứng từ kẻ bán người mua. Cậu Lân, cậu nên nói năng cho cẩn thận, cậu không được quyền pháo du cho người từng có công xây dựng, đã đổ vào đấy bao nhiêu là công sức. Cậu còn trẻ anh nói nên giữ phần mình, nhưng tiếc thay chú mới là kẻ không biết giữ phận mình. Chú đã làm lắm việc tài trời, chú đừng nghĩ rằng không ai vạch mặt được chú đâu. Là con nít biết chi vội lên mặt dạy đời, cậu hãy ráng mà lo cho cái sản nghiệp của cha mình, kẻo có ngày nó chỉ còn cái vỏ không. Cảm ơn, tôi không cần chú nhắc nhở, mà tôi chỉ yêu cầu chú giải thích các chứng từ này cho hợp lệ thôi. Tôi đã nói rồi, mấy cơ sở kia là do anh An cha cậu ký bán lúc còn sống, tại vì lúc đó cậu chưa biết thôi. Chú nói sao? Chú bảo do chính tay ba tôi ký thanh lý lúc còn sống mà, chú có lầm không đấy? Tôi mà lầm làm sao mà lầm lẫn được. Nè, nếu không tin á, cậu cứ xuống đó mà hỏi cha của cậu đi. Khỏi cần. Bây giờ chú có can đảm lặp lại lời nói của mình khi nãy không? Làm gì sợ mà không dám lặp lại. Tôi nói là... Ủa? Ông này là ai vậy? Giờ đây làm gì? Đi ra. Tôi bảo đi ra. Kẻ đi ra khỏi đây là chú chứ không phải là người này đâu. Ông... ông là... ông còn sống sao? Chú muốn tôi chết lắm sao chú Đạt? Chú đã tước đoạt của tôi nhiều thứ, cả cái mạng này mà chú cũng không buông tha nữa sao? Tôi... Chú thất vọng lắm sao chú Đạt? Hơn một năm qua tôi may mắn thoát chết, nhưng tôi luôn tự hỏi lòng mình đã cư xử chú ra sao để chú có thể ra tay với tôi tàn nhẫn như vậy. Không biết gì hết. Đơn giản như vậy. Chú đã gây ra bao nhiêu chuyện giờ chú bảo là chú không biết. Có thể xóa bỏ hết mọi thứ sao? Chú cứ đứng lên đi. Chú nhìn kỹ đây, nhờ ai mà ngài nại tôi như vậy không? Chú có nhớ là mấy năm trước đây, khi chú vừa đặt bước đến nơi này, tôi đã xem chú như anh em như một nhà, nâng đỡ chở che cho chú trong công việc. Nhờ ai mà chú được ngày nay chứ? Ba tốn lời chi với con người khốn nạn, ông ta còn thua loài thú cầm mãng sợ, nên chẳng ngại ngần lấy quan trả ân. Còn tôi với ông đâu có thù hận, sao ông nở ra tay mà không hề vướng bận? Ông coi một mạng người vô cùng rẻ rúng, bao kẻ phải khốn cùng vì có một mình à ông. Trời ơi, biết làm sao giải thích những việc làm mà do sự ham muốn trong lòng đã gây ra. Tôi giờ đây đã thất bại rồi, xin nhận lãnh những gì mà tôi đã gây ra. Ông có chết ngàn lần cũng không đền bù lại được tội lỗi của ông đâu. Đừng con, mỗi việc làm đều có cái giá của nó. Có người khác hai ba con ạ. Trời tuy xa nhưng sẽ không có một ai thoát được lưới trời đâu con. Phải, lưới trời tuy lòng lòng nhưng không một ai thoát được đâu. Mẹ, mẹ định bỏ con sao? Vĩnh Lân con, con có tha thứ cho mẹ không con?
mẹ. Bổn phận con không dám trách phiền gì mẹ. Nhưng cha con, với cha con mẹ là người có lỗi. Quãng đời còn lại, mẹ sẽ sám hối lỗi lầm với cha con. Xin người hãy thứ tha, đời mẹ một lần lầm lỗi là trọn kiếp khó quay lưng, để rửa sạch tiếng nhuốc nhơ. Ba ơi, con xin ba hãy nói gì với mẹ. Con người ta chẳng có lỗi lầm, ngày nay mẹ đã biết việc mẹ làm. Vĩnh Lân ơi, con đừng thương xót mà làm chi, hãy để cho mẹ được ra đi. Tiếng mõ câu kinh sẽ giúp mẹ được nhẹ nhàng, lòng vơi đi bao nỗi ưu phiền. Đời người là cõi tạm, đừng ai hỏi rằng ai đã nợ ai. Mô Phật, dẫu biết đời là cõi tạm, nhưng trót làm kiếp nhân sinh thì ân nợ phải vuông tròn. Để cô phải ra đi, lòng cũng được nhẹ nhàng. Nợ dương gian tuy người không đòi hỏi, nhưng đã trót vai của người thì phải đợi trả cho xuôi. Nếu như kiếp này tôi trả chưa xong, thì nguyện kiếp sau sẽ cố công bồi đáp. Bấy lâu nay tôi chưa ra đi vì còn vướng bận, nay có người về đây tôi xin trả cho người. Mẹ, mẹ, mẹ yên lòng vì đã có cha con bên cạnh. Cầu trời Phật phù hộ cho tất cả. Hằng, Hằng em, A Di Đà. Mẹ, mẹ, ba mẹ, tất cả cũng tại tên này. Chính hắn đã làm cho gia đình ta tan nát. Món nợ này hắn phải trả cho con. Khoan, nếu như ân nợ cuộc đời này cha dai con trả, thì xin anh hãy để em trả thế cho người, cũng bởi vì em đã mang nợ của ai. Em nói gì vậy Đông Đông? Hả? Anh Lân, bởi hình hài em đây trót vai mượn của người, dù không thương cũng tình ruột thịt, xương máu của em cho người ban tặng, xin để cho em được trả thế món nợ này. Đông Đông em nên bình tĩnh để nói rõ với anh. Vì sao mà em đòi trả thế nợ cho người kia? Em đừng để cho anh ân hận suốt đời. Vĩnh Lân ơi, bao nhiêu ân oán người đó đã dai, làm cho gia đình anh tan nát, thì nay anh ấy đòi lại đi cho ân oán được vuông tròn.
cùng chung sống. Nhưng xương thịt này em đã vay mượn của người ta. Vậy anh hãy ra tay đi đừng do dự, vì chỉ có cách này mới giúp được em trả muôn nợ sanh thành. Thà là em chết đi mà em còn được nhẹ nhàng, vì chính em là con của kẻ thù thì làm sao cùng anh chung bước. Em là con, là con của người này. Không, không thể nào. Đông đông ơi, tội cha làm thì cha chịu. Con ơi đừng, đứng ra gánh tội. Nếu con không trách hận, con gọi tiếng cha là cha mãn nguyện rồi. Không, ông là người vô tình đã tạo ra tôi. Giữa tôi và ông không hề có câu phụ từ thâm tình. 20 năm qua tôi lớn lên, tôi tuổi có một mình. Chỉ ý thức được hai từ cha mẹ, chứ tôi chưa từng bao giờ được mở miệng gọi ai. Thì ngày nay cũng như vậy thôi, bởi tôi là đứa trẻ ra đời trong khi mẹ cha không một ai mong đợi. Vậy xin ai để tôi được bình yên độc hành trên con đường diệu vời. Đừng ai xen vào làm đảo lộn cuộc đời tôi. Đồng đồng ơi, con không ban cho cha một lời tha thứ sao con? Tôi đã nói rồi, ông không phải là cha của tôi đâu. Ôi, tôi biết phải làm sao đây cho vẹn toàn ân nợ, mà từ lâu rồi tôi chờ đợi phút này thôi. Đông đông ơi, dù cho em có là con của người đàn ông tội lỗi kia, thì anh cũng không làm sao đòi em phải trả nợ. Bởi ân tình của chúng mình đã được xây đắp bấy lâu nay. Vậy thì qua công ơi, tôi trả lại cho ông, tôi trả lại cho ông cái quyền trừng trị những con người phản bội. Trời tuy xa nhưng trời có mắt, xin đừng bắt người tốt phải luôn nhận chịu nạn tay. Còn kẻ ác nhân thì ngồi cao ngất ngường, mà lòng dạ nhân sinh thầm quan trách là trời cao sao chẳng công bình. Vĩnh Lân con, thế mới biết lòng người tính cũng không qua trời tính. Cha rất mừng khi con đã có lòng vị tha. Ai làm ác cứ để ông trời đòi nợ họ. Sau một lần sống giữa làn ranh của cái chết, cha tỉnh ngộ nhiều rồi. Cuộc đời mình không nên yêu cầu những điều cao xa quá. Vĩnh Lân, cha cũng nói phải đó. Cô khuyên con hãy bớt đau buồn. Cuộc sống này nếu ta biết bằng lòng với cái gì mình có đã là hạnh phúc lắm rồi con à. Chú Đạt, chú hãy đi đi. Hy vọng chú đừng ghé cho người khác những điều mất mát nữa. Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã rộng lượng mà tha thứ cho tôi. Đồng đồng, con của cha, cha biết con hận cha nhiều lắm, nhưng mà trọn đời cha vẫn là cha của con. Vĩnh biệt.
gia. Cha giao lại ngôi nhà này và công ty. Con hãy cố gắng gìn giữ đi cùng đông đông tạo nên hạnh phúc. Ba, con... Ba đã chán ngán chuyện hơn thua được mất rồi. Cha sẽ cùng cô dân tìm một nơi thanh vắng để ẩn cư hết quãng đời còn lại. Còn chú Huy... Cảm ơn ông chủ. Tôi sẽ trở lại cái buôn làng thân yêu đã ban cho tôi sự sống. Tốt lắm. Rồi tôi sẽ cùng chú trở lại nơi đó, vì từ đó đã bắt đầu cho ta một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới. Thôi đi chú Huy. Ba, ba chúc cho hai con được hạnh phúc. Đông Đông, con hãy cố giữ lấy hạnh phúc của mình nhé con. Dạ, cảm ơn cô. Con mừng cho cô. Cô đi nha. Đông Đông, rồi đây, khi cử hành lễ cưới của chúng mình, chắc chắn sẽ có cha và mẹ về dự, sẽ có ngoại và có cha của em nữa. Cảm ơn anh. Đông Đông, anh Lâm. Vẫn thấy bên đời con có em, tâm lòng em như lá kia còn xanh. Dừng ơi hãy dừng cho bên nhé, những cây hoa phai quá không. Vẫn thấy em cười đưa đá đây, mai nhà năm xưa tóc em còn bay. Gặp nhau giây phút trong đời ấy, đổi gì bâng khuâng vương chân. Gặp nhau giây phút trong đời ấy, nỗi gì bâng khuâng vương chân hoài.